Thế mà đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ qua về những cái quy trình chủ yếu dùng trong bài toán phân tích CI. Thì đầu tiên khi chúng ta mà có một cái mô hình CAD, chúng ta thiết kế ở trong một phần mềm CAD truyền thống hoặc là chúng ta có một file phần tử hữu hạn ở trong một phần mềm CI, thì từ đó chúng ta sẽ nhập vào cái phần mềm pre-processing, cái phần mềm để tiền xử lý. Chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa hình học cũng như là mô hình hóa cái phần tử hữu hạn và thiết lập các thông số phân tích điều kiện biên của bài toán. Thì đối với lại pre-processing này thì chúng ta sẽ được học ở trên cái phần mềm HyperMesh, và sau khi chúng ta setup được những thông số của bài toán phân tích thì chúng ta sẽ tiến hành xuất ra một cái file phần tử hữu hạn để chúng ta tiến hành phân tích và giải. Thì chúng ta có thể lựa chọn giữa hai bộ giải, thứ nhất là bộ giải của Ante, ở đây thì hôm nay chúng ta học bộ giải Rios, hoặc là chúng ta có thể xuất sang để giải các bộ giải khác. Thì phần mềm HyperMesh nó sẽ hỗ trợ một số những cái bộ giải của cái công ty phần mềm khác, và sau khi giải xong thì chúng ta sẽ tiến hành post-processing, chính là chúng ta sẽ tiến hành đi xem kết quả, kiểm tra và đánh giá kết quả của bài toán đó như thế nào. Thì đấy là quy trình chung về cái một bài toán phân tích. Thì về cái phần đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về một cái phương pháp XPSIP và so sánh nó với lại phương pháp EPSIP. Và chúng ta cũng tìm hiểu thêm về một cái sâu hơn về phương pháp EPSIP, thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa, đó là time step và một số những cái vấn đề mô hình hóa nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về phương pháp EPSIP và EPSIP. Thì cái phương pháp EPSIP này thì nó là một cái phương pháp giải bài toán phi tuyến, có thể là theo thuật lặp Newton-Raphson hoặc là Newmark. Thì đối với lại cái phương pháp này ấy, thì nó phù hợp với lại các bài toán tĩnh và cái bài toán vận tốc tương đối nhỏ và tính toán trong cái thời gian dài, và thường thì nó sẽ lớn hơn khoảng lớn hơn 1 giây. Và các bài toán này sẽ phù hợp hơn với bài toán ít contact và không xét đến cái khả năng phá hủy của vật liệu, và có thể nó sẽ giải quyết những bài toán quasi static, ví dụ như bài toán dập tấm chẳng hạn. Còn đối với lại phương pháp EPSIP thì nó sẽ giải quyết cái bài toán phi tuyến theo cái phương pháp tích phân trung tâm, Central Different Iteration, và nó sẽ tính toán theo các bước thời gian, tức là nghĩa là cái thời gian thực nó sẽ chia cắt thành các bước thời gian nhỏ để nó tính toán, gọi là các time step. Thì cái phương pháp này nó sẽ sử dụng hiệu quả cho các bài toán động trong cái thời gian ngắn, thường nó sẽ tính khoảng mili giây và dưới 1 giây. Đối với lại bài toán này nó sẽ phù hợp hơn với những bài toán là vận tốc cao, va chạm hoặc là thả rơi, bài toán có nhiều con tách và sẽ xét đến cái sự phá hủy của vật liệu, cũng như là nó sẽ phù hợp hơn với các bài toán kết hợp nhiều với bài toán phi tuyến với nhau, ví dụ là phi tuyến hình học, phi tuyến vật liệu như là phi tuyến con tách. Thì đấy là phần giới thiệu qua về cái phần hai phương pháp EPSIP và XPSIP. Và hai phương pháp này thì nó được sử dụng như vừa nãy mình có giới thiệu, đó là đối với phương pháp EPSIP thì nó sẽ phù hợp hơn với cái bài toán dynamic, bài toán động và vận tốc lớn, bài toán xét đến đứt gãy và phá hủy. Còn đối với phương pháp EPSIP thì nó sẽ phù hợp hơn những bài toán tuyến tính, phi tuyến, bài toán mất ổn định dòng trục. Cái này nó sẽ liên quan đến cái giá cả và đó chính là cái thời gian tính toán. Ví dụ như cái bài toán tuyến tính tĩnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn cả phương pháp EPSIP chúng ta tính toán cũng được, nhưng mà cái thời gian tính toán nó sẽ rất là lâu, dẫn tới cái chi phí tạo ra một cái sản phẩm mà mình nghiên cứu nó sẽ rất là nhiều, nó sẽ đội lên. Thì để phù hợp hơn thì chúng ta sẽ giải quyết phương pháp bài toán nonlinear dynamic với lại đối với dạng contact nó nhiều và vận tốc lớn, ví dụ mà va chạm thả rơi, thì chúng ta sẽ sử dụng pháp EPSIP. Còn đối với những bài toán tĩnh, vận tốc thấp trong thời gian dài, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp EPSIP. Ở đây thì chúng ta sẽ xét một cái thanh dầm như này, ở chúng ta sẽ đặt một lực ở một đầu và đầu còn lại chúng ta sẽ đặt ràng buộc là ngàm. Cái khoảng thời gian mà xung lực truyền, lực truyền từ đầu A đến đầu B, nó sẽ xuất hiện phản lực ở đây, thì cái thời gian này
nó sẽ được tính bằng cái chiều dài của thanh dầm này chia cho cái vận tốc âm thanh mà cái xung lực truyền từ cái đầu A sang cái đầu B. Thì từ những cái nghĩa sơ bộ này thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa về cái time step của phương pháp explicit. Thì cái time step này thì nó chính là cái khoảng thời gian sóng xung kích, tức là cái xung lực truyền qua một cái khoảng cách ngắn nhất của một phân tử. Thì để cái phương pháp explicit này được ổn định ý, thì cái time step ý, của phần mềm nó phải chạy nhỏ hơn cái time step của mô hình để đảm bảo là nó sẽ chụp được những cái ứng xử của mô hình. Và cái phương pháp này nó nếu mà nó sẽ cái time step của phần mềm ấy nó mà lớn hơn ấy cái time step mà trong mô hình ấy thì nó sẽ dẫn tới điều kiện là không ổn định và cái thông tin cũng như là cái xung lực nó đi qua lớn hơn một phần tử, tức là đi qua gọi là hai phần tử ấy trong một time step thì nó sẽ không ổn định. Và cái time step này thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó chính là cái size lưới nhỏ nhất cũng như là cái vận tốc âm thanh. Thì đối với lại phương pháp explicit này thì đối với, và bài toán thực tế đó chính là va chạm và thả rơi, thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm để nó kiểm soát được cái size lưới tốt, chính là phần mềm Hypermesh, thì để chúng ta có thể là tăng được cái time step và giảm được cái thời gian tính toán đi, từ đó nó sẽ giảm được cái chi phí. Đây là một số loại time step. Ví dụ như là đây mình vừa nói đúng không, là cái time step này nó sẽ bằng chiều dài phần tử chia cho vận tốc âm thanh. Cái vận tốc âm thanh này truyền trong vật liệu thì nó sẽ bằng mũ đun đàn hồi chia cho khối lượng riêng. Thì bằng cách chúng ta muốn giảm cái thời gian tính toán đi thì chúng ta sẽ phải tăng cái time step lên đúng không, tăng ta time step lên thì chúng ta sẽ phải thay đổi một trong các ba cái thông số này. Chúng ta có thể là tăng cái chiều dài nhỏ nhất của cái phần tử, hoặc là chúng ta thay đổi hai thông số mũ đun đàn hồi hoặc là khối lượng riêng. Nhưng mà cái mà chúng ta thay đổi cái mũ đun đàn hồi ấy, thì nó ít ít được sử dụng hơn, bởi vì là cái vật liệu thường nó sẽ cố định rồi. Chúng ta chủ yếu sẽ thay đổi cái chiều dài này của phần tử khi chúng ta chia lưới, hoặc là chúng ta sẽ tiến hành thay đổi khối lượng riêng bằng cách chúng ta sẽ gắn thêm những cái vật gắn thêm những cái khối lượng vào bên trong mô hình và những cái nốt để cái khối lượng riêng này nó sẽ tăng, thì cái time step này nó sẽ tăng lên. Nhưng mà chú ý là cái phần khối lượng riêng này, nếu mình phần mình áp đặt thêm cái khối lượng ấy thì nó sẽ thường là không nên đặt quá 10%, bởi vì nếu khi mình đặt quá thì nó sẽ dẫn tới cái ứng xử của bài toán sẽ không đúng. Sorry vì cô bạn đang làm mình. Phần tương tự như phần nô đồ time step như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái khối lượng tại các nốt cũng như là cái độ cứng tại các nốt, và cái phần contact nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như chúng ta sẽ xét contact giữa hai chi tiết là trượt không thì cái thời gian tính toán và cái time step nó sẽ khác nhau, và khi chúng ta xét là có ma sát thì cái time step nó cũng khác. Tiếp theo về một số vấn đề về mô hình hóa, thì cái mô hình hóa này thì phần không gian thì nó sẽ là hình học, nó sẽ được rời rạc hóa bằng phương pháp phân tử ha. Còn thời gian nó sẽ được gọi là chia cắt thành nhiều cái time step, và các định luật vật lý thì nó sẽ tuân theo các định luật vật lý như là bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng. Và một số cái định luật biến dạng nó sẽ theo cái thuyết Lagrange và Eulerian và arbitrary Đây thì mình sẽ nói sơ qua về cái ba cái thuyết biến dạng này. Thì đầu tiên cái phần Lagrange này nó sẽ được sử dụng chủ yếu cho cái bài toán kết cấu, là khi cái kết cấu chúng ta các phân tử biến dạng thì những cái thông số ví dụ như là chuyển vị hoặc là biến dạng nó sẽ được tính toán trên các nốt. Còn đối với lại phương pháp đối với lại cái thuyết biến dạng Eulerian thì sử dụng chủ yếu cho các bài toán CFD, bài toán dòng chảy. Ở các nốt nó sẽ được cố định và những cái thông số nó sẽ được
được gọi là được tính toán tại các nốt nó cố định, thì các thông số nó sẽ đi qua các nốt và được tính toán trên các nốt đó. Còn đối với lại phương pháp đối với lại cái thuyết biến dạng này, thuyết biến dạng arbitrary Lagrange 11 thì nó sẽ dung hòa hai cái phương pháp, hai cái thuyết biến dạng Lagrange và Eulerian, thì nó sẽ cái phần lưới bên trong miền tính toán đấy nó sẽ có thể di chuyển tùy ý để cái hình dáng của phần tử nó được tối ưu nhất. Và cái phương pháp này nó sẽ ứng dụng chủ yếu cho các bài toán ví dụ như là dập tấm cắt hoặc là đúc, hoặc là bài toán fluid structure interaction, tức là bài toán tương tác giữa dòng chảy và kết cấu. Thì đối với lại phương pháp EPC này nó sẽ tùy chọn cho chúng ta tùy chọn một trong cái ba cái thuyết biến dạng này. Tiếp tục đến cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức mà nó chạy bài toán ở trong bộ giải Rios, một bài toán Rios nó sẽ chạy như thế nào, và một số những khái niệm về các file starter và file engine trong Rios. Đầu tiên thì đây là nội dung chi tiết của phần chương 2, thì chúng ta tìm hiểu một số cái khả năng tính toán bài toán của bộ giải Rios và những cái tùy chọn, cũng như là một cả số cái file starter và file engine, như là một số cái output file, và chúng ta học cách làm thế nào để chúng ta có thể tiến hành restart lại một cái file chạy thêm thời gian nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên đối với lại bộ giải Rios thì chúng ta có thể giải quyết được các bài toán ví dụ như là va chạm, hoặc là kiểm tra tính năng độ an toàn trên xe hơi, hoặc là bài toán thả rơi các thiết bị ví dụ như là điện thoại, đúng không? Va chạm với lại một những cái thiết bị nào đó để kiểm tra xem là cái thiết bị của chúng ta nó có đảm bảo nó có bị phá hủy hay không. Còn đối với lại một số bài toán về ví dụ cháy nổ, hoặc là một số bài toán khi mà tàu thuyền chúng ta sẽ va phải các tảng băng thì nó sẽ ứng xử như thế nào, hoặc là đối với bài toán về tương tác giữa dòng chảy và kết cấu, và bài toán về đạn đạo mô phỏng quá trình phá hủy cái mục tiêu, như là một số bài toán về dạng dập tấm. Và một số cái bộ giải Rios này thì chúng ta có thể sử dụng được ở các phần mềm, ví dụ như là phần mềm Hypergrass và phần mềm HyperMesh, chúng ta có thể tùy chọn sử dụng trong hai phần mềm này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn ở trên cái phần mềm HyperMesh này chúng ta thực hiện được cái bài toán va chạm bằng bộ giải Rios. Thì đây nó là sơ lược sơ qua về cách thức mà chạy bài toán trong bộ giải Rios. Thì ở đây nó sẽ chia làm hai file, đó chính là file starter và file engine. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái file starter này. Ví dụ file starter nó sẽ là một cái file nó sẽ chứa những cái thông tin về mô hình chúng ta, ví dụ như là vật liệu, hoặc là tính chất vật liệu và phần tử shell hay là phần tử fluid. Thì khi chúng ta nhập những cái thông số này vào, chúng ta chạy bằng bộ giải Rios thì nó sẽ xuất ra chúng ta hai file, đó chính là file alpha của cái file starter này, như là cái file restart. Thì cái alpha này nó sẽ cho chúng ta những cái đánh giá xem là cái mô hình của chúng ta nó có những cái lỗi gì không trong quá trình chạy, hoặc là những cái cảnh báo gì không trong quá trình chạy. Và cái file restart này nó sẽ kết hợp với lại cái file engine này để tiến hành chạy ra kết quả của bài toán. Thì cái file engine này nó sẽ chứa những cái thông số về run control, ví dụ như là cái thời gian tính toán là bao nhiêu, hoặc là cái thời gian mà mình cái chu kỳ mà mình xuất ra cái file animation, như là file time history. Thì sau khi nó sẽ kết hợp với file restart này thì nó sẽ tạo ra cái alpha engine alpha, như là file animation.
và cái time history file và một cái file restart file của cái file engine. Thì các bạn chú ý là đối với file starter ấy, thì nó sẽ có dưới dạng là chấm không hết này, 4.0 đúng không? Còn cái file engine nó sẽ có 1.rios. Đối với lại file restart thì nó sẽ là .1.rst. Ở đây thì mình sẽ tiến hành chạy một cái bài toán để chúng ta có thể tìm được trực tiếp trên đọc cái hai cái file đấy. Ở đây ví dụ mình có một cái bài toán cụ thể này, mình sẽ xuất ra dạng hai file. Sau khi chúng ta setup xong thì chúng ta sẽ xuất ra file. Đây là mình chạy rồi. Đây mình sẽ tạo một cái folder mới. Sau khi chúng ta setup xong cái mô hình thì chúng ta sẽ tiến hành xuất ra cái file Rails này. Đây ở đây nó sẽ xuất ra hai file, thứ nhất là file starter này, thứ hai là file engine. Thì chúng ta đã có thể tiến hành nhấn vào file này và chúng ta tức là đọc được những cái thông tin về mô hình cũng như là thông tin về run control. Ví dụ đây mình trong trước buổi học ấy, thì mình có yêu cầu cái notepad cộng cộng, chúng ta nhấn chuột phải vào, chúng ta nhấn vào edit notepad cộng cộng. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái thông số ví dụ như là đơn hệ đơn vị đúng không? Như là cái phần ví dụ như là vật liệu này đúng không? Nó sẽ có các thông số ví dụ như là thép này, tên là thép này, như là một số cái thông số ví dụ như là khối lượng viên, đun lần hồi, hệ số custom và các cái nốt. Đây là file starter, rất nhiều thông tin ở dưới nữa. Về cái thông tin là mô hình hóa. Tiếp theo là file engine, thì chúng ta nhấn vào tiếp tục vào edit này, thì chúng ta sẽ có cái thời gian tính toán ví dụ như đây là 50 ms giây, hoặc là cái thời gian xuất ra cái file animation cũng như là file cái thời thời gian cái chu kỳ mà xuất ra cái time history và tương tự một số những cái thông tin về run control khác, thì chúng ta có thể nhấn đây chúng ta kiểm tra. Đó, đây như nãy mình mở đúng không? File starter này sẽ chứa những cái thông tin về cái mô hình. Còn cái file alpha này, cái alpha của cái file starter này thì nó sẽ kiểm tra cái mô hình của chúng ta thì báo cáo xem là cho chúng ta là cái setup của chúng ta nó đúng hay chưa, nó có xảy ra lỗi hay không và cảnh báo gì hay không. Thì lát nữa mình sẽ chạy bài toán và mình sẽ check cái file này. Và đối với lại trong một giải Rails thì nó sẽ chia những cái thông tin ví dụ như là thông tin của mô hình ấy, nó sẽ chia thành một block này, ví dụ như là thông tin của element này, vật liệu hoặc tính chất vật liệu. Phần contact thì nó sẽ chia dưới dạng một block như này. Đây mình mở lại phần nó lên. Nó sẽ chia mỗi những cái ví dụ như ở đây nó sẽ có phần material thì đây sẽ nó gọi là một block. Thì khi chúng ta cho một path, định nghĩa một path ở trong Rails thì mình phải đáp ứng được một số những cái yêu cầu, ví dụ như là mình phải set up cái vật liệu như là tính chất vật liệu cho cái path đó. Ở đây ví dụ mình set up cho cái kính chẳng hạn thì mình phải set up là vật liệu cái kính là gì, cả cái property cái tính chất của cái kính nó như thế nào, có phần tử shell hay phần tử solid, như là mình phải đồng nhất cái size lưới ở trong một cái path này. Đây một hình ảnh ví dụ vừa nãy mình cũng show đúng không? Đó là đây là một
cái part mà chúng ta có protein này và cái vật liệu. Ở đây nó sẽ có một số quản lý theo ID, ví dụ như là ID là 6 đúng không? Protein là 6 thì ở đây cái protein ID là 6 thì nó có các thông số như ở dưới hình đây. Tương tự là vật liệu. Material ID thì nó ID là 3 thì ở phần dưới này nó có ID là 3 thì cái vật liệu nó sẽ có những cái thông số như ở dưới đây. Và đây là cái file starter output thì nó sẽ chứa các thông số ví dụ như là cái time step và những cái nó sẽ thông báo xem là cái bài setup của chúng ta này nó có lỗi hay không và nó có những cái cảnh báo nào. Và thường những cái bài setup ấy thì nếu mà nó xảy ra lỗi thì chúng ta sẽ phải mở cái file ra và kiểm tra xem là những cái lỗi này nó nằm ở vị trí nào để chúng ta có thể tiến hành quay lại mô hình để chúng ta sửa. Thì lát nữa mình chạy bài toán kia mình sẽ show cho các bạn xem. Tương tự phần file engine thì nãy mình nói đúng không? Cái file engine này thì nó sẽ kết hợp với file restart của file starter. Nó sẽ chạy và tạo ra các file engine output cũng như là file animation. File animation này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta để xem cái hoạt ảnh, cái chuyển động của cái mô hình của chúng ta trong quá trình mô phỏng. Cái file time history này nó sẽ chứa cái thông tin output, ví dụ như là chúng ta sẽ kiểm tra cái biểu đồ năng lượng hoặc là một số những cái file output khác chúng ta yêu cầu để chúng ta check và kiểm tra những cái kết quả của bài toán. Còn cái file restart, cái file restart này thì nó sẽ dùng để chúng ta chạy lại và chạy thêm cái thời gian. Ví dụ như là chúng ta đang chạy một bài toán mô phỏng 0,03 giây chẳng hạn, chúng ta muốn chạy thêm là đến 0,05 giây thì chúng ta sẽ sử dụng cái file này để tiến hành chạy thêm bài toán, chạy thêm thời gian. Thì ở đây cái file này nó sẽ là chấm không, file engine này nó sẽ là chấm 0,01 đấy, chấm riot. Thì đây vừa nãy mình show nó sẽ có các thông số ví dụ như là thời gian này, một cái thời gian chạy như là cái chu kỳ mà xuất ra cái file animation và cái thời gian mà chúng ta xuất ra file time history như một số cái xuất ra cái animation của chuyển vị ứng suất. Dưới đây là cái phần out file của cái file engine thì nó sẽ chứa các thông số ví dụ như là cái thời gian mà chúng ta tính toán cái chu kỳ này và cái time step cũng như là cái lỗi mật độ năng lượng. Nếu mà cái phần lỗi này thì lát nữa mình sẽ nói về cái trích lỗi trong quá trình chạy. Và cái phần này mình sẽ có thể theo dõi được cái năng lượng, ví dụ như là nội năng, động năng cũng như là cái phần toàn bộ năng lượng để chúng ta có thể xem xét xem là nó đúng cái định luật bảo toàn khối lượng hay chưa, định luật bảo toàn năng lượng hay chưa. Thì để chúng ta có thể xem xét sơ bộ cái kết quả tính toán để xem là trong quá trình tính toán nó đã đi thực sự là đúng chưa. Nếu không mà chạy xong hết tất cả rồi thì mới phát hiện ra là sai thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Dưới đây là một số thông số chúng ta đọc ở trong cái file engine. Ví dụ như là ở đây là cái version nó chạy này, tên như là cái thời gian chúng ta chạy, như là cái chu kỳ thời gian mà chúng ta xuất ra cái file animation và tương tự cái chu kỳ mà chúng ta xuất ra cái file time history. Đối với lại một số người ta thích là người ta xuất ra hai cái file này gộp thành một luôn. Ở đây ví dụ mình sẽ xuất ra, mình nhấn là gộp thành một này, merge starter and engine file. Thì khi chúng ta mở xuất ra thì chúng ta mở nó sẽ không có hai file nữa, nó sẽ chỉ có một file thôi. Thì nó sẽ được đọc như trong slide đây, là cái phần trên đó là sẽ là dữ liệu file engine và cái phần dưới sẽ là dữ liệu file starter. Và khi chúng ta muốn chạy thêm thời gian như vừa nãy mình nói, ví dụ chúng ta chạy 0,03 giây, chúng ta muốn chạy thêm lên 0,05 giây thì chúng ta sẽ phải làm như nào? Thì chúng ta sẽ bước thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái folder mới.
và chúng ta sẽ copy hai file. Cái file thứ nhất là cái file restart file của file engine. Thứ hai là chúng ta sẽ copy chính cái file engine và chúng ta paste vào một cái folder mới đó và tiến hành đổi tên cái file engine thành hai để nó tránh nhầm lẫn với lại cái file engine nó chấm một ở dưới cái một ở dưới đây, và chúng ta tiến hành đi sửa cái thời gian. Ví dụ ở đây thời gian nó là 0,1 giây chẳng hạn, đúng không? Ở đây thì mình sẽ tăng cái thời gian tính toán lên là 0,2 giây. Đây chúng ta sẽ sửa cái phần đây. Đó, chúng ta sẽ sửa đây, ví dụ như là đây 50 ms giây mình có thể sửa thành 70 chẳng hạn, đúng không? Và tiến hành lưu. Sau đó chúng ta tiến hành restart chạy. Thì sau khi chúng ta set up được bài toán ấy, thì chúng ta sẽ có những cái cách mà chúng ta chạy bài toán. Thì ở đây nó sẽ có, đối với một giải Rust này thì chúng ta sẽ có hai cách. Ví dụ như là khi chúng ta set up xong bài toán ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành export ra dưới dạng hai file, đó là starter và engine. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào bộ giải Rust. Ở đây mình sẽ nhấn bộ giải Rust. Mình nhấn lộn bộ giải 19. Đây mình sẽ tiến hành chạy luôn cái file này, cái file ví dụ 3 này. Đây mình sẽ chọn cái file starter và đây mình sẽ có tùy chọn, ví dụ như là chạy bot là chạy cả, đúng không? Đây mình sẽ chạy hai chạy cả, hoặc nó có một số những cái tùy chọn khác. Đây ví dụ như là chỉ chạy file starter không thôi, chỉ chạy file engine, hoặc là chạy cả hai và một số những cái thông số khác mình có thể tùy chọn thêm, và chúng ta sẽ tiến hành run. Khi chúng ta chạy này nó sẽ ra một cái bảng và nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ check cái file starter trước để ra cái out file và nó sẽ cho chúng ta biết là có những lỗi gì không. Ở đây nó đang báo là không có lỗi gì và không cảnh báo. Nó sẽ tiến hành chạy và trong quá trình chạy nó sẽ có hiện cái thời gian và những cái lỗi về năng lượng. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái lỗi năng lượng này, thì nó ở bao nhiêu phần trăm thì là nó sẽ hợp lý. Trong quá trình chạy mình làm nhấn đồng ý cho một bạn, lại kêu từng một bạn. Đấy là cách mà chúng ta xuất ra. Còn cách thứ hai chúng ta có thể tiến hành nhấn vào analysis, xong rồi ta nhấn vào Rios và chọn vị trí lưu. Sau đó chúng ta nhấn Rios thì nó sẽ tự chạy và nó lại nhảy sang cái bảng là như bảng tương tự như thế này. Tắt bữa đi cho đỡ lag. Đây, cách thứ nhất như nãy mình đang làm. Cách thứ hai vừa nãy mình cũng nói, đó là chúng ta sẽ nhấn vào trực tiếp, nó sẽ link trực tiếp từ phần mềm HiOMS sang bộ giải iOS. Và đây một số tùy chọn, ví dụ như là chọn những cái số core mà chúng ta tính toán, hoặc là chọn chạy file starter hay là chạy file engine, hoặc là chọn chạy cả hai, thì nó có một số những cái tùy chọn như thế. Trong quá trình chạy bài toán thì mình sẽ nói về một số những cái thông số mình cần kiểm tra để đảm bảo là kết quả của chúng ta nó sẽ chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ cần kiểm tra, ví dụ như là trước khi chúng ta chạy bài toán là chúng ta modeling chúng ta đã cần phải kiểm tra, và sau trong quá trình chạy bài toán mình cũng sẽ kiểm tra, và
và sau khi chạy xong bài toán kiểm tra kết quả mình cũng sẽ kiểm tra. Thì trước khi mà chúng ta trước khi chúng ta mô hình hóa xong ấy, chúng ta sẽ phải kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra cái phần contact, kiểm tra cái intersection hoặc là penetration, các phần tử nó đâm vào nhau, hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra cái check time step để xem là cái time step nó sẽ đảm bảo chưa. Và ở đây chúng ta sẽ check sau khi chúng ta chạy xong kết quả thì chúng ta sẽ tùy chọn để mở ra cái biểu đồ năng lượng và chúng ta sẽ kiểm tra là cái phải đảm bảo là cái năng lượng hourglass và cái phần contact này nó sẽ trên tổng cái năng lượng nó sẽ nhỏ hơn 15%. Thì cái phần hourglass này và cái, thì nó mình sẽ nói sau, phần contact này thì cái buổi thứ hai mình sẽ nói. Và tương tự là cái lỗi này, thì đối với là cái lỗi n về mật độ về năng lượng này thì trong quá trình tính toán ấy thì thường nó sẽ phải nhỏ hơn khoảng 5 đến 10% thì là sẽ là đảm bảo kết quả chính xác. Và sau khi chạy bài toán xong mình lại phải kiểm tra những cái điều kiện về năng lượng xem nó đã đúng chưa. Ở đây mình đang chạy ví dụ này luôn, chắc sẽ có kết quả rồi. Đây, sau khi có kết quả này thì mình sẽ, một là mình nhấn result, nó sẽ chạy ra kết quả luôn. Hai là nhấn mở phần mềm Hyperview, nhưng mà đối với bộ giải này mình nhấn result luôn cũng được. Nhấn xem kết quả luôn. Đây là khi sau khi nhấn vào kết quả thì nó sẽ hiển thị ra này, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần contour để chúng ta chọn, ví dụ như là chúng ta chọn những cái thông số về ứng suất như là chuyển vị, không? Ở đây mình sẽ chọn là push my ứng suất apply đó, sau đó nhấn animation để nó chạy bài toán. Thì đây chúng ta về phần animation, để sau đó chúng ta sẽ kiểm tra một số thông số. Ở đây mình sẽ mở thêm bốn màn hình, sẽ chia bốn màn hình, sẽ mở phần mềm Hypergraph để chúng ta kiểm tra cái đồ thị như về năng lượng hoặc là một số những cái thông số khác. Thì đối với lại cái phần kiểm tra về phần đấy, mình sẽ mở cái file gọi là file t.t.01 này. Ví dụ chúng ta sẽ chọn phần năng lượng như là nội năng, đúng không? Động năng và một số những cái thông số, ví dụ như là phần contact và phần năng lượng hourglass và tổng năng lượng. Chúng ta nhấn apply thì sẽ ra biểu đồ năng lượng. Và chúng ta sẽ kiểm tra để đảm bảo là cái phần, ví dụ như tổng cái năng lượng này thì nó, một là nó sẽ không đổi, hai là nó sẽ giảm, nhưng mà nó sẽ giảm không đáng kể, giảm ít. Nếu mà nó sẽ giảm nhiều thì nó sẽ kết quả nó sẽ mình phải cần xem xét về cái độ chính xác của kết quả đó. Và một số những kết quả khác ở đây mình sẽ có thể xem một số kết quả khác, ví dụ như là xem là tại các nốt đấy, thì các thông số như nào, hoặc là phần ở đây sẽ có cái chi tiết này đâm vào tường thì mình sẽ kiểm tra cái lực phản lực tại cái tường đó, đúng không? Mình apply và kiểm tra lực, và mình sẽ nhấn vào cái phần bên này để chúng ta kiểm tra những cái giá trị. Đây, ví dụ như là ở đây nó sẽ có những cái giá trị, ví dụ như là lớn nhất và nhỏ nhất. Tương tự là chúng ta kiểm tra hourglass, đúng không? Chúng ta chọn xem là cái phần giá trị lớn nhất và nhỏ nhất như nào, sau đó chúng ta sẽ chia cho cái tổng năng lượng để xem là
cái phần lỗi Hourglass này nó có đảm bảo cái điều kiện hay không. Đây là tổng khối lượng, tổng phần năng về năng lượng. Và một số những cái thông số khác thì mình để được có những cái thông số này thì ở cái phần output ấy, thì mình sẽ thiết lập những cái cạc để chúng ta có thể đạt được những cái output này ra những cái thông tin mà chúng ta mong muốn, kết quả mà chúng ta mong muốn. Một số kết quả về animation và một số những cái kết quả ví dụ năng lượng hoặc là cái phần phản lực tại tường. Và tiếp tục đến với cái phần chương 3 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số những cái loại phân tử trong cụ giải Rios. Thì ở đây chúng ta sẽ chủ yếu như một số bạn học về Hypermesh hoặc là một số phần mềm mô phỏng khác thì cũng biết được chủ yếu nó sẽ có ba dạng phần tử, loại phần tử đó là 1D, 2D và 3D. Thì tương tự đó là phần tử Shell, Solid và 1D. Thì nhìn chung những cái tính chất cũng như là cái phần về hình dáng nó sẽ là giống, nhưng mà cái phần tên nó sẽ là khác. Ở đây ví dụ như là tên là beam này, phần tử 1D là beam, nó sẽ là về dạng thanh dầm. Phần tử 3 là thanh dầm đối xứng, nó sẽ có dạng là đặc và chớp. Phần tử là so, đúng không? Và về phần tử 2D thì chúng ta sẽ có phần tử tứ giác và phần tử tam giác. Thì ở đây là tên nó sẽ là shell và SH3N. Và phần tử 3D, phần tử hexa, tetra. Và nó sẽ có tên là brick, ví dụ đây phần tử bậc nhất, đúng không? Nó sẽ có tên là brick. Phần tử bậc 2 nó sẽ tên là brick 20. Tương tự phần tử tetra thì nó sẽ là tetra bậc 1, sẽ là tetra 4, và tetra 10 sẽ là phần tử tetra bậc 2. Tiếp theo đó chính là về phần shell element. Thì phần shell element này được dùng chủ yếu như là trong dạng sản xuất, như là dạng dập tấm, hoặc là trong ô tô thì là trong sử dụng trong bài toán full ca, chúng ta va chạm kiểm tra cái độ an toàn bên trong xe hơi, cũng như là một bài toán túi khí, bài toán bus trick trong lĩnh vực hàng không. Thì đối với lại phần tử shell ấy, chúng ta sẽ xét phần tử shell trước. Thì nó sẽ có hai loại, như vừa nãy mình nói đó là loại 4 nốt là phần tử tứ giác và 3 nốt là tam giác. Thì nó sẽ trong một giải Rios thì nó sẽ chia làm phần tử tứ giác lại chia làm 3 loại. Đối với lại phần tử Q4 này thì nó sẽ chỉ xét 4 nốt tại cái 4 đỉnh. Còn đối với phần tử QABH này thì nó sẽ xét làm 4 nốt và full đầy đủ tất cả những cái điểm integration point, tức là cái điểm tích phân, và nó sẽ nội suy tính toán những cái kết quả trên những cái điểm tích phân đó. Thì đối với phần tử Q4 này thì cái phần thời gian tính toán của nó sẽ ít hơn và nó sẽ tính toán nhanh hơn, nhưng mà cái độ chính xác của nó sẽ tức là độ chính xác của nó sẽ thấp hơn. Còn đối với phần tử QBAT thì do là nó sẽ có đầy đủ những cái và nhiều cái điểm integration point thì nó sẽ tính toán chính xác hơn, và ngược lại thì nó sẽ cái thời gian tính toán sẽ lâu. Thì đối với hai loại phần tử này thì nó sẽ dùng trong những cái phần vòng lặp của cái nghiên cứu khác nhau. Ví dụ như là trong cái giai đoạn đầu nghiên cứu, chúng ta sẽ nghiên cứu cái sản phẩm làm sao để có ra kết quả thật nhanh để chúng ta sửa đổi thiết kế và chúng ta tiến hành mô phỏng lại, thì chúng ta sẽ dùng phần tử Q4 này để chúng ta có thể nhanh được kết quả và cái độ chính xác tương đối để chúng ta tiến hành sửa thiết kế. Và sau khi qua những cái vòng lặp sơ bộ ấy rồi, chúng ta phải có cần những kết quả nó chính xác hơn, và chúng ta sẽ sử dụng phần tử QBAT này để đảm bảo là cái kết quả nó chính xác và chấp nhận cái thời gian tính toán nó lâu. Và để dung hòa giữa hai cái loại phần tử này thì Rios nó sẽ có thêm một cái phần tử đó là QAPH, thì nó sẽ dung hòa giữa cái phần giá cả và cái phần cái độ chính xác vừa đủ, và cái phần thời gian tính toán nó cũng được giảm thiểu
Ở đây ví dụ như mình coi cái phần thời gian tính toán là một, thì cái phần dùng phần tử QBAT nó sẽ là gấp 2 và gấp 3. Thì đối với phần tử QBH ấy, thì nó sẽ thời gian tính toán nó cũng không quá lớn, nhưng mà cái chi phí nó cũng sẽ được giảm đi rất là nhiều, khoảng 1.15. Còn đối với lại phân tử phân tử tam giác thì chúng ta sẽ sử dụng loại phân tử là C0. Và đối với lại cái phần gọi là phân tử Q4 ấy, thì nó sẽ chỉ có gọi là một cái điểm integration point ở bề mặt thôi. Thế nên là cái nó sẽ thích hợp hơn đối với những bài toán kiểu như là được hay được sử dụng hơn ở những cái bài toán như ở crash-worthiness, chính là nghiên cứu về cái độ an toàn của kết cấu, ví dụ như là trong ô tô đúng không, va chạm thì chúng ta sẽ nghiên cứu bên trong đấy là có đảm bảo không gian cho người sống sót hay không, và cái phần gia tốc tại vị trí cổ hoặc là vị trí ghế thì nó có đảm bảo là người bên trong xe nó sống sót hay không, đúng không? Ví dụ như là gia tốc quá lớn thì phần cổ chúng ta, đầu chúng ta gập quá nhanh thì có thể là dẫn tới nó sẽ bị gãy cổ chẳng hạn. Và ở đây nó sẽ có những cái khái niệm thêm, đó chính là phần hourglass. Thì phần hourglass này nó chính là những cái loại cái phần tử mà nó ứng xử không đúng. Ví dụ như là ở đây mình sẽ show lên. Ở đây ví dụ như là có một loại phân tử hình tứ giác như này. Khi chúng ta đặt lực hai lực nén đây, và ở đây nó sẽ hai lực kéo ra, thì nếu mà ứng xử đúng ấy, thì nó sẽ dưới dạng như này. Nhưng mà đối với hourglass đi xuất điện ấy, thì nó sẽ có hình dạng với dạng đồng hồ cát như này, thì nó ứng xử kiểu phi vật lý ấy, nó không không đúng với lại ngoài thực tế ấy. Thì để tránh những cái này thì nó phải dùng thêm những cái loại phân tử ví dụ như là QBAT hoặc là phân tử HDPH. Và đối với lại những cái phần hourglass này như vừa nãy mình nói đúng không, nó sẽ tức là không giống với ngoài thực tế, và nó được gọi là hourglass, phần gọi là phần tử nó biến dạng hình đồng hồ cát. Và đối với phần tử khi chúng ta dùng phần tử Q4 này thì đối với bộ giải Rios thì nó sẽ có một tự động áp đặt thêm những cái phần lực vào để nó có thể giảm thiểu được cái hourglass này tốt nhất. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái loại phân tử là QBH. Cái phân tử này thì nó sẽ có tự động cái cân bằng cái hourglass này. Đây mình sẽ nói về cách đầu tiên để chúng ta loại bỏ cái hourglass này cho trong cái giá trị cho phép. Thì đối với lại khi chúng ta dùng phần tử Q4 ấy, thì khi mà trong quá trình chạy bài toán nó xuất hiện cái hourglass này, và thì lúc đấy phần mềm nó sẽ đặt thêm những cái lực vào tại cái nốt mà xuất hiện hourglass đó, và nó sẽ có giá trị bằng với lại cái phần hourglass đó để nó có thể đảm bảo cái hourglass nó nằm trong những cái giá trị cho phép. Thì cái lực mà chúng ta đặt vào thì nó sẽ phụ thuộc vào ví dụ như là phần mô đun hồi đúng không, ứng suất chảy. À, đây là cái phần lực này, và cái phần đây là phần hourglass được phát hiện, và cái phần lực nó sẽ thêm vào để đảm bảo hourglass này nằm trong cái giá trị cho phép. Và những cái kết quả hourglass mà chúng ta sau khi chúng ta tính ra kết quả rồi, chúng ta còn phải check ví dụ như là hourglass với lại so trên nội năng thì nó phải nhỏ hơn 10% chẳng hạn, đúng không? Đối với từng path nó cũng tương tự như thế, và chúng ta sẽ phải check hourglass như nãy mình check ở trên phần mềm Hyperview này, đúng không? Chúng ta phải đảm bảo là phần hourglass đây, đúng không? Chúng ta xem những cái giá trị lớn nhất ở hourglass này, max và min đây, thì chúng ta có thể tiến hành tính toán xem là nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Nếu mà nó vượt quá những cái phần trăm quy định thì chúng ta cần phải xem xét lại loại phần tử cũng như là cái phần contact và cái phần lưới của chúng ta để chúng ta tiến hành phân tích lại xem sao.
Và đây là phần check xong, thì sau đó chúng ta sau khi chúng ta chọn loại phân tử thì chúng ta sẽ phải tiến hành tạo tính chất cho phân tử. Ở đây thì mình sẽ mở một bài toán khác, mình sẽ làm luôn ví dụ. Ở đây để tạo cái tính chất cho các phân tử 2D, chúng ta nhấn Create, sau đó tạo Property. Thì phần card này thì mình sẽ để là P1 Shell, đúng không? Ở đây thì nó sẽ có một số những cái về thông số của phân tử 2D. Ví dụ như là đây nó sẽ tùy chọn các loại phân tử, đúng không? Q4 hoặc là QBAT hoặc là QBAEPH. Đây mình sẽ chọn QBAEPH. Còn thêm những cái một số những cái thông số khác, ví dụ như ở đây nó sẽ là tùy chọn theo là thành phần nonlinear, đúng không? Đấy, tùy chọn. Đây, đối với phần tử tam giác thì mình sẽ chọn phần tử C0 hoặc là một số những thông số khác, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn những cái điểm integration point dọc vuông góc với lại cái phần độ dày dọc theo cái độ dày đó, và đây là phần độ dày thì mình sẽ để là 0.1. Và nó sẽ có thêm những tùy chọn ví dụ như là ai thích, ví dụ như là cái độ dày của chúng ta sẽ trong quá trình va chạm thì nó sẽ không đổi hoặc là nó sẽ thay đổi thì chúng ta sẽ tùy chọn. Đó, ở đây mình sẽ chọn là thay đổi trong quá trình va chạm, hoặc là phần phi tuyến thì chúng ta sẽ tùy chọn nó như thế nào. Và đối với những bài toán mà va chạm ấy thì những chuyên gia họ sẽ recommend chúng ta những cái thông số như sau. Ví dụ đối với bài toán va chạm thì các phân tử mình nên để là QAPH, còn cái phần mà video mình nên để theo là full geometric nonlinear, và theo cái biến dạng nhỏ nó cũng để là phi tuyến tính. Và phần tử tam giác để là phần tử C0, và số điểm integration point dọc theo cái độ dày sẽ để là 5, và độ dày sẽ thay đổi trong quá trình tính toán. Và mọi người có thể chụp lại màn hình như này, và trong quá trình mình làm bài toán thì mình có thể tham khảo cái thông số thiết lập này. Tương tự lát nữa mình sẽ cũng có những cái thông số recommend về cái phân tử 3D đối với lại một số vật liệu, ví dụ như là thép hoặc là phân tử thép và phân tử cao su. Thì đối với lại khi mà chúng ta chia lưới phân tử 2D đối với bộ dải Rios thì nó có một số những cái lưu ý, ví dụ như là mình phải đảm bảo là cái lưới chia trên này là cùng một size này, và những cái đồng nhất cái size lưới trên cái một cái path, và một số những cái tại bề mặt, ví dụ như là mặt bích này chẳng hạn, chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta nên để trên ba phân tử. Ở đây chúng ta để hai phân tử thì sẽ mét nó sẽ khá là xấu và kết quả có thể nó sẽ không được chính xác. Và đối với lại một số những cái dạng lỗ mà nó nhỏ hơn cái size lưới chúng ta thì chúng ta có thể tiến hành lấp đi, và cái phần tử tam giác ở cái phần ngoài cạnh biên ấy chúng ta hạn chế để cái phần tử tam giác ở phần ngoài cạnh cạnh biên bên ngoài. Và dưới đây là một số những cái thông số tiêu chuẩn về lưới của trong va chạm, ví dụ như là size lưới chúng ta về phần thép chúng ta nên để 5 mm, phần warping chúng ta để lên nhón 10 độ, và cái time step thì thường trong khoảng lớn hơn 0.5 nhân 10 trừ 6. Và ở đây thì chúng ta có thể check này, chúng ta nhấn F10 đó, chúng ta nhấn time thì chúng ta có thể nhấn check element, chúng ta nhấn check time step. Ở đây mình chưa chưa thiết lập, lát nữa thiết lập thì mình sẽ check time step. Và phần tử tam giác thì nó không được không nên vượt quá 10%. Đấy là về phần shell element. Và tiếp theo thì mình cùng xem xét một số phân tử gọi là solid. Thì là solid nó được dùng nhiều trong ví dụ như là phần cell phone hoặc là phần bạc lót, hoặc là trong lĩnh vực automotive, ô tô như làm dummy hoặc làm ghế chẳng hạn.
hoặc là trong lĩnh vực y sinh. Thì đối lại phần tử solid này thì chúng ta sẽ tùy chọn xem là chúng ta chọn phần tử tetra bậc 1, bậc 2 hay là phần tử hexa, thì chúng ta sẽ tùy chọn. Ở đây mình sẽ thiết lập những cái thông số, đây mình sẽ chọn create protein. Đây mình sẽ chọn là P-solid, là P14. Đó, tương tự nó có những cái thông số thiết lập ở đây đúng không? Ví dụ chọn P-solid loại phân tử là HEPH, đây mình sẽ nói trong trong slide. Thì tương tự cái phân tử 3D thì nó cũng tương tự gần giống như là 2D mà mình nói, thì nó sẽ chia làm chủ yếu làm các loại ví dụ như là brick 8 này, thì nó sẽ là phân tử nó chỉ có 8 nốt tại 8 đỉnh thôi. Còn đối với lại phân tử HA8 hoặc H8C thì nó sẽ đầy đủ những cái điểm integration point tại các bề mặt hoặc là bên trong cái phần thể tích, thì kết quả nó sẽ khác nhau bởi là cái kết quả và cái thời gian tính toán. Đối với brick 8 này thì cái thời gian tính toán nó sẽ khá là nhanh, nhưng cái độ chính xác của nó sẽ không được cao bằng hai loại phân tử đó là HA8 và H8C. Thì đối với hai loại phân tử này thì cái thời gian tính toán của nó rất là lâu nhưng mà cái độ chính xác rất là cao. Thì tùy vào những cái mong muốn của người dùng và cái bài toán mô phỏng đó thì chúng ta sẽ lựa chọn xem là lựa chọn cái loại phân tử nào. Và tương tự như phân tử 2D dùng QEPH đúng không, thì phân tử 3D nó sẽ có HEPH, là nó sẽ dung hòa giữa giá cả và cái độ chính xác của kết quả mô phỏng, thì nó sẽ được dùng nhiều, cái phần HEPH này sẽ dùng nhiều hơn. Và tương tự đối với phần tử tetra thì chúng ta có thể dùng lại phần tử bậc 1 hoặc là bậc 2, theta 4 hoặc theta 10. Dưới đây là một số những cái thông số, ví dụ như là mình chọn các loại phân tử đúng không? Chọn lại phân tử hexa hay là QAPH, lựa chọn phân tử HEPH hay là phân tử brick đúng không? Brick 8. Và tùy chọn thiết lập một số những cái thông số khác để hỗ trợ cho cái phần tử 3D này. Thì đối với tùy với lại vật liệu, thì đối với bài toán va chạm thì các chuyên gia họ sẽ recommend cho chúng ta những cái thông số thiết lập làm sao để đảm bảo được kết quả nó chính xác nhất. Thì ở đây phần này thì tương tự mình nãy mình nói rồi, là phần tử HEPH này thì cái thời gian tính toán nó sẽ giảm thiểu so với lại hai loại phần tử H8C và H8. Và đây đối với lại phần tử ví dụ như là phần tử đẳng hướng, ví dụ loại thép chẳng hạn, phi tuyến và tuyến tính, thì sẽ thiết lập những cái thông số ví dụ như là isolate để là 24. Ở đây ví dụ như mình mở trên phần mềm phần isolate đây để là 24 này đúng không? Và cái phần mình sẽ để phần là full về phần phi tuyến tính nó mình học đối với lại những cái đấy, cả cả những cái biến dạng nhỏ. Và đối với lại là Shear Rotational, ví dụ như nó sẽ xem xét thêm là đối với lại những cái kết cấu 3D nó sẽ biến dạng, thì cái hệ tọa độ cục bộ nó sẽ chuyển động và thay đổi xoay theo. Tương tự đối với lại phần khi chúng ta dùng phần tử tetra thì mình sẽ nên dùng những cái thông số như này để các bạn có thể chụp màn hình lại, đúng không? Mình có quay video thì mình sẽ up lên YouTube thì mọi người có thể chụp màn hình lại. Và trong bài toán phân tích của mình thì mình có thể tham khảo những cái thông số thiết lập này, thiết lập cho bài toán của mình. Và một cái điểm rất hay đó là rất là nhiều thông số như thế này đúng không, để mình nói một buổi chắc chắn mình sẽ có thể là đọc, mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc những cái thông số này trong cái phần help để chúng ta có thể hiểu từng những cái thông số này, kể cả 2D hay là 3D. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào phần F1 để chúng ta chuyển sang phần help. Nó đang nhảy sang phần help. Tất cả những cái thông số mà
chúng ta thiết lập trong Hypermesh này, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhấn vào Help và chúng ta đọc xem những thông số đấy nó thiết lập như thế nào và nó thông số đấy nó có ý nghĩa gì. Ở đây ví dụ mình để mình tìm là Property Shell tại phần Help, mình xem là các thông số đấy nó nói lên cái gì. Đó. Property Shell và nhấn tìm kiếm. Đây, chúng ta sẽ tìm được là Property Shell Type 1. Ở đây nó sẽ có giải thích hết những cái thông số ở cái phần card Property Shell này, thì chúng ta có thể đọc, đúng không? Nó hướng dẫn từng cái đó là đối với lại phần tử này thì nên dùng cho loại vật liệu nào nữa, thì rất là khá là chi tiết, thì cái thông số này là gì và nên sử dụng cho những loại phần tử nào. Đây ví dụ là nên phần tử cho loại phần tử ví dụ như là Q4 chẳng hạn, đúng không? Và nó khá là chi tiết ở phần sau này, đúng không? Nó sẽ comment khá là chi tiết ở đây, thì mọi người có thể đọc. Mà ví dụ như là khi mình xét, đúng không, mình không biết cái ví dụ như cái thông số này nó là gì, thì mình có thể nhấn vào tìm tên cái card này và nhấn vào phần Help để tìm và sau đó đọc. Thì trong cái phần Help này thì rất là hay. Tương tự cái phần Solid cũng vậy, đúng không, mình nhấn vào Property và nhấn vào Type 14 Solid thì nó cũng có những cái thông số. Đây ví dụ như là loại phân tử, đúng không? Đó, một và nhất là cái phần comment này thì mọi người nên đọc, đúng không? Đó. Đấy là về phần Help. Thì về để chi tiết hơn thì mọi người có thể nhấn vào Help và đọc thêm. Thì chủ yếu là phần ép nó sẽ có khá là đầy đủ, nhưng mà một số bạn có thể tức là có thể chưa chưa biết đến chẳng hạn, chưa biết đến cái phần ép nó có nhiều cái tính năng hay là có thể đọc được tất cả thông số và trong cái card đó. Và tiếp theo là mình cần những cái thông số mà đối phần tử cao su, mình sử dụng phần tử hexa chúng ta thiết lập, thì chúng ta nên setup những cái thông số như trên trong slide này. Thì mọi người có thể chụp lại màn hình để trong quá trình setup mình sẽ tham khảo những cái thông số này, và cụ thể hơn những cái thông số này mình có thể nhấn vào phần Help để chúng ta có thể đọc kỹ hơn và hiểu sâu hơn tùy từng những cái thông số này. Và tương tự phần tử lò xo mình dùng phần tử hexa, mình cũng chọn những cái thông số như trên hình, như là phần biến dạng theo diagram. Thì đấy là phần tử 3D. Thì tiếp theo phần tử 1D. Thì phần tử 1D này thì mình sẽ không không nói quá nhiều, nhưng mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần tử mà hay dùng trong phần tử trong bài toán va chạm nhất, đó phần tử Spring. Thì đây mình sẽ tiến hành, ví dụ mình muốn tạo liên kết 1D giữa hai chi tiết này chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ tạo một connector, nhấn 1D và nhấn connector. Sau đó ví dụ mình đối với phần tử Spring này thì nó sẽ dùng có thể dùng trong ví dụ mối hàn điểm chẳng hạn, đúng không? Ở đây bài toán này nó đang không phải là hàn điểm, nhưng mà mình đang thực hiện gọi là demo. Ví dụ mình muốn hàn cái mối hàn từ cái điểm quả cầu này với lại cái phần mặt tấm mặt này, thì mình sẽ chọn điểm này, chọn điểm hàn, đúng không? Thế sau đó sau cái buổi học này mình sẽ cho các bạn một cái bài tập về phần va chạm, mọi người sẽ có những cái bước mọi người sẽ làm theo, và trong đó nó sẽ có những cái thao tác mà tạo mối hàn này. Thế sau đó mình sẽ chọn hai cái component mà được hàn với nhau, đúng không? Mình sẽ chọn hai component này và nhấn cái khoảng dung sai mà nó sẽ tìm xung quanh cái điểm mà mình chọn. Mình sẽ để 5 chẳng hạn. Và cái bán đường kính của cái mối hàn mình để là 5 đi. Mình có thể tùy chọn một số những cái thông số, ví dụ như là từ cái điểm đó mình sẽ chiếu lên các nốt, đúng không? Chiếu vuông góc, hoặc là mình có thể tùy chọn thêm là mình không chiếu mà mình tìm xung quanh cái điểm trong xung quanh cái dung sai đó, mình sẽ tích vào đây. Mình sẽ create.
nó sẽ tạo ra một cái connector này và nó sẽ tạo ra phân tử 1D này, đúng không? Đây mình sorry mình nhấn vào loại phân tử. Đây các bạn nhấn vào phần tie hai string, đúng không? Xong nhấn create. Đó, nó sẽ tạo liên kết mối hàn giữa hai chi tiết này, thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta hai component, đó chính là phần tử hàn này, đúng không? Và cái tính chất của phần tử hàn này đây, nó sẽ có một số những thông số, ví dụ như là thông số về phần độ cứng khi mà chúng ta chịu chịu xoắn, đúng không, hoặc là chịu uốn nó sẽ như thế nào. Đây là một số những cái thông số thì chúng ta hoàn toàn có thể, ví dụ như là cái mối hàn của chúng ta hoặc phần tử spring của chúng ta với những cái thông số khác thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những cái thông số này. Đây, ví dụ thông số về độ cứng, về uốn chẳng hạn. Và cái phần contact thì nó cũng tự động nó sẽ tạo cho chúng ta. Thì đối với lại bài toán này thì chúng ta tạo nhiều cái phần mối hàn, sau đó chúng ta sẽ gộp nó lại thành vào một component và gộp nó thành một cái property. Còn cái phần contact ấy thì chúng ta sẽ để nguyên và chúng ta sẽ tiến hành không tiến hành là không thay đổi. Và cái phần curve này nó sẽ tạo ra cái phần hàm khi chúng ta uốn và chúng ta xoắn ấy, thì nó sẽ tuân theo cái giá trị của theo cái hàm này. Ví dụ như đây, ở đây nó sẽ chọn property này, đây đây ví dụ như là đây là cái hàm thay đổi theo ví dụ như là mình sẽ chọn là cái hàm ở đây là xoắn, đúng không? Thì đây tương tự là cái cướp xoắn này nó sẽ có những cái thông số, ví dụ như là một cái biểu đồ thị liên hệ giữa những cái giá trị, ví dụ như là biến dạng, đúng không, hoặc là xuất tại các vị trí mối hàn chẳng hạn. Đây là phần từ mối D thì mình sẽ chỉ nói chủ yếu là phần tử string. Phần tử string đấy property nó là P13. Đấy, mọi người để P13 SPLBeam. Thì để mọi người đọc thêm về cái phần tử này thì mình sẽ lại nhấn giống cái cạc này, đúng không? Property SPLBeam, mình sẽ nhấn vào phần help nhé. Đây mình nhấn vào đây và mình sẽ đọc được tất cả những cái về phần thông số của cái này, như là cách thức mà nó hòa phần tử này nó hoạt động nó như thế nào. Đó, phần 1D thì mình sẽ phần tử 1D này thì nó được dùng chủ yếu trong ví dụ như là trong các mối hàn này, các connection, hoặc là dây beo ở trong cái phần ghế ngồi ô tô, hoặc là phần các khớp nối ở trong cái mô hình dummy, mô hình người. Thì nó có một số dạng, ví dụ như là kết nối giữa hai nốt, ví dụ như là cái phần thanh dầm, hoặc là cái phần thanh dòng dọc, hoặc là cái phần giảm chấn của chúng ta, kết hợp giữa lò xo và cái hệ số giảm chấn. Đây là phần tử chai 13 mà mình vừa nói. Mình sẽ không đi sâu vào các phương trình của cái phần tử này. Thì nếu mà để đi sâu hơn các phương trình và cái lý thuyết của nó thì mọi người có thể vào phần help để đọc thêm và hiểu thêm về loại phân tử này. Đây, cho mình đi sang cái phần tiếp theo là cái phần về vật liệu. Đúng không? Thì về phần vật liệu ấy, thì chúng ta trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học chủ yếu là về phần ba loại vật liệu chính, đó chính là về phần tuyến tính là lo 1, và phần phi tuyến thì chúng ta sẽ học hai loại vật liệu, đó chính là phần lo 2 và lo 36. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái
bài toán là để thực hiện cái vật liệu là lo 2, đúng không? Thì đối với trong bộ giải Rayos thì nó sẽ cho phép chúng ta tạo những cái vật liệu, ví dụ như là vật liệu đẳng hướng, tuyến tính và phi tuyến tính, như là vật liệu dị hướng, liệu composite, hoặc là đối với một số vật liệu về phản ứng như là phản ứng như là gây nổ. Thì đối với phần tuyến tính ấy, thì sẽ có tên nó là law 1 và sẽ tuân theo cái định luật Hooke. Và phần phi tuyến thì chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái loại vật liệu, đó là law 2 và law 36. Thì đối với phần law 2 thì mình sẽ phần tuyến tính phần phi phi tuyến ấy, thì nó sẽ cái phần ứng suất ấy, nó sẽ là hàm theo cái phụ thuộc vào, ví dụ như là cái tốc độ biến dạng này, và phụ thuộc vào cái phần đường cong vật liệu, cũng như là phần nhiệt độ, và phụ thuộc vào cái phần vùng elastic ở phần plastic. Thì đây, đầu tiên thì mình sẽ cùng đi vào cái vật liệu đầu tiên là vật liệu tuyến tính, là cái M1. Thì cái vật liệu tuyến tính này thì nó tuân theo cái định luật Hooke, và nó sẽ được dùng chủ yếu cho phần tử, ví dụ phần tử Church, phần tử 1D, hoặc phần tử beam, và phần tử shell, và phần tử solid. Thì mình sẽ thực hiện ở trên phần mềm. Mình sẽ xóa cái phần tử mềm, mình trong bài này mình sẽ không dùng cái spotware. Đây thì mình sẽ tạo, sau khi tạo loại phân tử rồi, chúng ta sẽ tạo cái material. Thì đối với lại phần vật liệu mình chọn là M1 này, Elast, thì nó sẽ là phần tuyến tính, vật liệu tuyến tính. Thì chúng ta sẽ đối với ROH này, chúng ta sẽ nhập những cái thông số về khối lượng riêng. Ở đây mình để thép, và mình để hệ đơn vị, mình đang để hệ đơn vị là tấn, mm và giây, newton. Thì mình sẽ để là 7.85 m trừ 9 tấn trên mm khối. Và mình để cái phần mô đun đàn hồi, E đó chính là mô đun đàn hồi, mình sẽ nhập vào. Và cái NU này thì nó chính là cái phần hệ support sâu, đối với thép mình để là 0,3. Đây, mình đã tạo xong cái phần M1. Thì sau khi chúng ta tạo vật liệu ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành gán cho cái mô hình của chúng ta, đúng không? Vì nó sẽ quản lý theo component. Thì đây là đã tấm này, đúng không? Là bôn, là quả cầu này. Thì chúng ta sẽ, ở đây mình sẽ gán cho cái quả cầu này, gán cho là protein, là xem loại phần tử nó là shell, đúng không? Và gán vật liệu cho nó là mình sẽ gán là M1, là vật liệu thép. Và thì đấy là về phần vật liệu phi tuyến, phần liệu tuyến tính. Tiếp theo thì mình sẽ review sơ qua về cái đường cong vật liệu. Vì đây mình thấy một số bạn cũng hơi mơ màng về cái đường cong vật liệu. Đối với những anh mà đã làm về mô phỏng nhiều thì không chắc chắn phần này sẽ đã là chắc, rất là chắc rồi. Nhưng một số bạn sinh viên thì có thể chưa chắc lắm về cái phần đường cong vật liệu này, thì em sẽ nói sơ qua. Thì đối với lại vật liệu, đường cong vật liệu ấy, thì nó sẽ thực hiện cái tensile test, đó là kéo một cái vật liệu có tiết diện không, coi là cái tiết diện không đổi, và từ đó người ta sẽ vẽ lên một cái đường cong vật liệu như này. Thì đường cong vật liệu này nó sẽ chia làm hai vùng. Vùng thứ nhất là cái phần elastic, thì là cái vùng tuyến tính, mình sẽ cắt đây, từ vùng tuyến tính đây sẽ quay trở về bên này. Và cái phần phi tuyến là phần plastic, thì nó sẽ từ cái phần phía bên này sang. Thì ở đây mình sẽ chú ý những cái điểm đặc biệt, ví dụ như là cái phần điểm ứng suất chảy, đúng không? Hoặc là cái điểm giới hạn bền, và cái điểm trên và điểm dưới của ứng suất chảy.
Và đối với lại những cái dữ liệu mà người ta test coi như cái tiết diện không đổi ấy, thì người ta sẽ gọi là cái engineering stress strain curve, thì gọi là cái đường cong kỹ thuật, nó sẽ coi cái tiết diện là không đổi. Còn đối với lại trong ngoài thực tế thì khi chúng ta kéo như vậy thì cái tiết diện của cái vật liệu và cái kết cấu nó sẽ thay đổi, thì nó sẽ có một cái định nghĩa đó là chu stress strain curve. Chính là đây về phần đúng ra là khi mà tiết diện thay đổi thì cái đường cái chu stress strain curve này thì nó sẽ đi thẳng lên, đi lên như này. Còn đối với lại cái phần engineering và cái phần test của chúng ta ấy, thì nó sẽ đi cong xuống này, thì nó sẽ khác nhau. Thì hai loại đường cong này thì nó sẽ được dùng như thế nào? Đối với lại cái đường cong engineering này thì hầu hết mình sẽ dùng để làm cái thông số input đầu vào, và sau đó cái phần mềm mô phỏng thì nó sẽ tự động có những cái công thức tính toán để ra được cái chu stress strain curve này, để kết quả nó sẽ chính xác hơn. Bởi vì là thực tế thì cái tiết diện này nó thay đổi đúng không, nó sẽ nhỏ dần chứ không phải là nó không đổi. Thì về đấy là mình nói sơ qua về phần chu stress strain. Và đây mình sẽ tiếp theo mình sang cái phần vật liệu phi tuyến, đó là vật liệu M2 theo cái Johnson Cook. Thì đối với lại vật liệu phi tuyến, ví dụ vật liệu đảng hướng là thép hoặc là nhôm, thì chúng ta sẽ sử dụng cái theo cái M2 và theo cái Johnson Cook này. Và cái theo Johnson Cook thì cái hàm ứng suất ấy, thì nó sẽ là cái hàm theo cái biến dạng phi tuyến, cũng như là cái phần tốc độ biến dạng và cái độ thay đổi nhiệt độ, nó sẽ ảnh hưởng bởi ba cái biểu thước này, tương tự với lại ba cái yếu tố mình vừa nói ở trên. Thì khi mà mình xét cả ba cái biểu thước này với ba những cái ảnh hưởng biến dạng, tốc độ biến dạng cũng như là nhiệt độ, thì bài toán nó sẽ rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta có thể đơn giản đi, ví dụ chúng ta không xét đến cái tốc độ biến dạng và không xét đến cái độ thay đổi nhiệt độ nữa, ảnh hưởng đến ứng suất nữa, thì chúng ta sẽ chỉ có một cái hàm này thôi. Và khi chúng ta không xét đến hai cái tốc độ biến dạng và nhiệt độ thì cái hàm ứng suất nó sẽ theo những thông số, ví dụ như là A bằng B cộng epsilon N P đúng không? Thì trong đó A nó được coi là cái ứng suất chảy, cái phần B này, hệ số B và hệ số mũ N nó sẽ được tính toán theo cái điểm giới hạn bền của cái vật liệu, ví dụ như là đây điểm ứng suất của giới hạn bền, như là phần biến dạng bền và hệ số N, thì chúng ta có thể tiến hành tính toán được các hệ số này và chúng ta nhập vào trong mô hình. Và đây là sau khi chúng ta nhập, chúng ta sẽ mở cái file starter lên chúng ta xem. Mở file starter lên chúng ta xem có những cái thông số. Mình sẽ thấy thông báo. Khi chúng ta mở cái file starter lên chúng ta xem thì có thể xem được các cái hệ số như A này và những cái hệ số giới hạn bền, cũng như là cái thông số biến dạng dẫn tới phá hủy. Thì đây mình sẽ thực hiện trên phần mềm, các bạn có thể trực quan nhất. Ở đây mà mình nhấn Material và nhấn Create. Ở đây mình sẽ chọn là M2. Thì giống như cái phương trình vừa nãy mình show, thì ở đây nó sẽ có những cái hệ số, ví dụ như là ứng suất chảy này là hệ số A đúng không? Và hệ số B, hệ số N, và một số thông số khác ví dụ như là cái ứng suất cũng như là cái biến dạng mắc để dẫn tới phá hủy. Nhưng mà trong cái buổi training ngày hôm nay thì mình sẽ không không xét đến cái phần phá hủy. Thì đầu tiên mình sẽ phải nhập những cái thông số tuyến tính trước, sau đó mình sẽ nhập những cái thông số phi tuyến. Ở đây mình sẽ nhập thông số tuyến tính trước.
đây mình sẽ chọn hai tùy chọn, ví dụ như là mình tùy chọn nhập những cái thông số ABC như nãy mình nói là chọn là không. Đây mình sẽ chọn là ví dụ như là ứng suất chảy mình chọn là 180 chẳng hạn. Và hệ số B ở đây mình sẽ tính toán nó sẽ thành 450. Thì ở đây mình sẽ là phụ thuộc vào cái vật liệu chúng ta. Thì đối với vật liệu thì người ta cho thông số, mình sẽ tiến hành tính toán những cái hệ số A, B và N này theo công thức vừa nãy mình show trên slide. Thì trong slide mọi người có thể chụp lại, và đối với từng vật liệu thì mọi người có thể tính toán thêm. Và hai thông số này thì nó sẽ khi mình nhập vào, ví dụ như là biến dạng mắc, thì cái khi mà nó xảy ra va chạm ấy, nó đạt đến những cái giá trị biến dạng mắc này thì nó sẽ dẫn tới phá hủy vật liệu ở bên ngoài thực tế. Thì trong phần mềm ấy nó sẽ phá hủy, thì nó sẽ là biến mất cái vật liệu đó đi và biến mất cái phần tử nó đi. Tương tự là cái phần ứng suất, thì đối với đạt ứng suất đó thì vật liệu sẽ bị phá hủy. Đó là phần mình setup xong cái phần vật liệu. Ở đây ví dụ mình để là khoảng 0,4 chẳng hạn, đúng không? Thì cái phần mà biến dạng mắc này dẫn tới phá hủy thì mình sẽ phải tính toán, nhưng mà trong buổi chương trình ngày nay mình sẽ không không nói đến phần tính toán của cái biến dạng mắc này. Đấy là phần M2 chúng ta setup, hoặc chúng ta cũng có thể mình sẽ tạo thêm một cái M2 nữa để chúng ta chọn cái card này. Ở đây ví dụ như mình nhập tương tự những cái thông số như thế. Em sẽ chọn là một. Thì đây nó sẽ cho phép chúng ta nhập ví dụ như ứng suất chảy, đúng không? Và điểm giới hạn bền, và không yêu cầu chúng ta tính toán nữa, đúng không? Và nhập những thông số tương tự như là về phá hủy. Đây chúng ta sẽ nhập ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ nhập là về phần là sigma ta sẽ nhập là 4180, em sẽ nhập là 27. Tùy từng vào thông số vật liệu mình sẽ nhập. Và ở dưới nó còn rất là nhiều thông số, thì tương tự mình sẽ nhấn cái tên card này và phần help để chúng ta có thể đọc thêm. Ở đây ví dụ mình sẽ nhấn tìm trực tiếp trên cái phần help. Material task join. Ở đây mình có tất cả những cái thông số thì mình có thể tiến hành đọc. Đây nó có phần cả về phần comment thêm về phần lý thuyết, thì mọi người có thể mình quan ví dụ như là trong quá trình mình làm bài toán mô phỏng mà mình cần làm đến vật liệu thép, thì mình sẽ nhấn tìm và đọc những cái thông số của vật liệu thép này. Còn đối với lại những cái vật liệu khác, như trong quá trình tính toán mình cần một số cái vật liệu như là composite chẳng hạn, đúng không? Hoặc là vật liệu về chất lỏng chẳng hạn, thì mình sẽ tham khảo thêm đây ở những cái vật liệu đây. Đó. Đấy, ví dụ như vật liệu hyper viscoelastic chẳng hạn, đúng không? Để tham khảo thêm, hoặc là một số vật liệu, ví dụ vật liệu composite đây chẳng hạn, hoặc là vật liệu vải như làm cho bài toán về túi khí chẳng hạn, đúng không? Đây, một số những cái vật liệu khác thì mọi người có thể nhấn lên và đọc được gần như tất cả những cái thông số của vật liệu, và chúng ta sẽ setup dựa vào những cái thông số này để chúng ta setup. Đó. Đây, vật liệu chúng ta có thể tiến hành làm túi khí, và nó cũng sẽ có những cái block và cái file starter của chúng ta để chúng ta tham khảo. Mình thấy cái phần help này khá là hữu ích, vì chúng ta gần như có thể kiểm soát và biết được những cái thông số này để chúng ta setup, nhưng chứ không chúng ta không setup bừa những thông số nào chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tiến hành không setup và để mặc định, còn những cái thông số nào chúng ta biết thì chúng ta sẽ setup theo.
cái thông số mà chúng ta có được. Đấy là sau khi chúng ta setup này thì chúng ta sẽ mở cái file starter ra, thì nó sẽ có những cái thông số như trên hình đây, và chúng ta đọc. Và khi chúng ta vừa nãy mình nói về mình setup cái độ biến dạng ấy, mắc để nó sẽ xét đến cái phá hủy vật liệu, thì khi nó đạt đến cái ứng suất mắc hoặc là cái biến dạng mắc thì nó sẽ tiến hành là phá vỡ cái liên kết vật liệu, ví dụ là vật liệu sẽ bị mất đi. Đó. Thì đây mình sẽ xong cái phần M2. Chắc là mình sẽ tiến hành nghỉ một chút, sau đó mình sẽ sang nói về một cái phần nghỉ tầm 10 phút. Thì đây mình sẽ nghỉ đến tầm và về mình sẽ nghỉ tầm 50 nhé, 10 giờ 50. Sau đó mình sẽ nói về phần M36 và mình sẽ thực hành một bài, chính là cái bài này luôn, chính là cái bài Bread and Bone này. Mình sẽ cho va chạm cái bone này với lại cái tấm này với nhau, và mình sẽ cái sau sau 10 giờ 50 đấy mình sẽ nói về cái phần vật liệu M36, và mình sẽ kết thúc cái buổi hôm nay. Mình sẽ giao cho mọi người một cái bài tập để mọi người có thể về làm theo những cái bài tập đó. Thì bây giờ mọi người sẽ nghỉ tầm 10 phút nhé. Mình nghỉ, mình uống nước. Mình xin phép mình nghỉ, mọi người nghỉ 10 phút nhé.
Ok, mình tiếp tục buổi học nhé. Đây có bạn Toàn hỏi khi mình có hoạt động chủ yếu trên YouTube và có nhóm Facebook nữa, thì một số những video training về các phần mềm, về cũng như là chia sẻ các những kinh nghiệm làm về CI, làm về mô phỏng và các phần mềm công cụ, đó chính là các phần mềm của công ty Ante Engineering, thì bọn mình sẽ đăng lên kênh YouTube và để chia sẻ kiến thức cho tất cả những các thế hệ sinh viên hoặc là kỹ sư tại Việt Nam, thì ngôn ngữ của là chủ yếu là tiếng Việt, thì mọi người có thể chia sẻ cho những các bạn sinh viên ở các trường đại học cũng như là một số những anh kỹ sư đã đi làm rồi, thì có thể học hỏi thêm để có thể phục vụ cho công việc. Và trong quá trình mà học ấy, mọi người có những câu hỏi gì mọi người có thể lên cái nhóm mình vừa đăng, mình vừa comment cái link của nhóm Facebook, thì mọi người có thể lên đó để thảo luận. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cái buổi học, thì mình share màn hình. Thì tiếp theo thì mình sẽ đang nói dở về phần M2, thì phần này thì mình sẽ sau khi mình nhập những cái thông số về phá hủy vật liệu, khi cái đủ đạt đến cái biến dạng cũng như là cái ứng suất mach thì nó sẽ tiến hành là phá hủy vật liệu và mất cái phần tử ở cái vị trí đó đi. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái vật liệu đó chính là M36, thì đây mình sẽ show trực tiếp trên phần mềm thì các bạn có thể dễ hiểu hơn. Ở đây về cái phần M36 thì nó cũng là mô tả cái đường cong vật liệu là tuyến tính, là phi tuyến, nhưng mà nó sẽ khác với lại cái M2. Cái M2 thì là cái nó sẽ ứng suất, nó sẽ là hàm theo cái biến dạng cũng như là tốc độ biến dạng và nhiệt độ. Còn cái phần M36 này nó sẽ là cái hàm liên quan giữa ứng suất và biến dạng, thì nó chính là cái đường cong vật liệu mà chúng ta thường biết. Mà ta sẽ nhập cái dữ liệu đường cong này, cái phần phi tuyến theo cái dữ liệu bảng. Thì ở đây thì mình sẽ tạo cái phần material, tạo đây là vẫn là phần thép. Nó sẽ chọn cái cạc là M36. Và mình tương tự mình cũng nhập những cái thông số của phần phần tuyến tính trước. Đó thì ở đây thì mình sẽ tùy chọn gọi là cái n function này, mình sẽ chọn là một để mình chọn những cái dữ liệu về đường cong vật liệu, đúng không? Đây là dạng curve, thì mình có thể nhấn vào chuột phải ở đây và mình nhấn create, đúng không? Đấy là cách thứ nhất. Đây mình nhấn create này và sẽ ra curve này, mình sẽ đổi tên nó là hoặc cách khác mình có thể chọn vào cái crop editor này và mình chọn new, đúng không? Và chọn nó cũng sẽ ra những thông số, đúng không? Ra những thông số để mình nhập theo cái dữ liệu, cái đường cong vật liệu. Ở đây mình sẽ nhập cái dữ liệu, ở đây thì mình nhập là cái dữ liệu đường cong vật liệu. Bắt đầu cái phần phi tuyến thì nó sẽ là phần ứng suất sẽ là 195, và cái vật liệu này thì tùy vào vật liệu khác khác nhau thì cái phần nhà cung cấp họ sẽ cung cấp cho mình những cái thông số về phi tuyến, thì từ đó mình sẽ có thể nhập vào những cái thông số phi tuyến để chúng ta có thể tính toán theo cái phần phi tuyến đó. Nhấn update. Đang thể hiện cái đường cong vật liệu lên.
ta nhấn OK Return. Đây, từ đó thì chúng ta sẽ có một cái hàm như này, đúng không? Và nó có những cái thông số, như đây là phần biến dạng này, và sang tương tự biến dạng nó sẽ là ứng suất là bao nhiêu, đúng không? Đường này không dùng chói. Và phần M36 này mình sẽ chọn cái null function này, đúng không? Là cái đường phần đường cong này, đường cong phi tuyến. Đó. Những cái thông số ở phần dưới này thì nó cũng tương tự như các cái những cái thông số vật liệu trước, là mình sẽ đối với mình cần những cái thông số nào thì mình sẽ tiến hành nhấn một cái cạc này, và mình sẽ tìm và mình đọc từng thông số đó và chọn từng giá trị cho các thông số đó. Thì đây chủ yếu là các bạn sinh viên, thế là mình sẽ chuyên cơ bản để chép được một cái bài toán va chạm. Thì cái phần M36 này thì nó cũng tương tự phần phi tuyến, nó giống như cái M2, nhưng mà cách thức input đầu vào, cái dữ liệu đầu vào nó sẽ khác nhau thôi. Thì chủ yếu phần này mình sẽ nhập phần tuyến tính theo các như là khối lượng riêng, mu hồi, hệ số Poisson và một số những thông số về phá hủy như là cái đường cong phi tuyến. Thì đấy là phần M36. Thì chúng ta đã về phần M36, thì sau khi kết thúc cái phần M36 này thì cái buổi học hôm nay là kết thúc, nhưng mà mình sẽ setup thêm để đủ cái bài toán về bread and bone này. Thế sau đó thì mọi người có thể dựa vào video tương tự với bài toán này, có thể thực hiện một cái bài toán khác, làm cái bài tập. Mình sẽ giao bài tập mà để các bạn làm. Thì cái bài tập này nó đã có cái hướng dẫn từng cái bước một rồi, thì mọi người có thể làm theo. Đây đó chính là phần bài tập. Bài tập nó chính là cái phần cái bumper ở một cái ô tô đâm vào một cái cột. Thì trong phần này nó có các phần help hết rồi. Đây. Thì mình sẽ mọi người nhấn vào tìm này, nhấn vào RT RDT 3540 thì nó sẽ ra một cái tutorial. Tutorial của cái phần bumper này. Đấy, thì nó sẽ hướng dẫn từng bước một, bước 1 và bước 2, bước 3 thì mình sẽ làm những gì. Từ đó mình có thể setup được bài toán này. Và sau khi mình setup, mình hiểu đến phần vật liệu rồi và những cái phần sau mình không hiểu, thì buổi sau mình sẽ tiến hành và chữa cái bài tập này và thảo luận rằng là những cái thông số mình đã học thì có thắc mắc đâu không, và những cái phần thông số mới, ví dụ như là về phần contact, về phần điều kiện biên, nếu mình sẽ trao đổi để mình có thể hiểu hơn. Thì đấy là phần bài tập. Thì mình sẽ đăng cái file bumper này lên cho mọi người, để mọi người có thể sau buổi này mọi người có thể làm bài tập. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm mẫu một cái bài, chính là cái bài bread and bone này luôn. Thế sau khi chúng ta gắn vật liệu xong rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành điều kiện biên. Thì đối với lại bài quả cầu này, mình sẽ gắn cái vận tốc cho quả cầu này đập vào cái mặt phẳng, đúng không? Thì đối với mặt phẳng này mình sẽ ngàm ràng buộc ở các cạnh. Thì đây mình sẽ tiến hành tạo cái R-body. Liên kết quả cầu này, quay quả cầu này là cứng hoàn toàn. Đây, mình để nó đi là maker. Ở đây hiện tại đang là công đoạn hiện hành rồi. Thì mình nhấn vào 1D, nhấn vào phần rigid. Đúng không? Ở đây mình có thể mới đầu ban đầu sẽ dạng nốt như này. Mình sẽ chọn vào calculate nốt và chọn một nốt ở trên bề mặt. Chọn by face để chọn cái phần tử raw body, nó sẽ đây, nó sẽ liên kết tất cả các nốt trên bề mặt của cầu này. Nên mình sẽ vận tốc cho cái raw body này tại tại gọi là tại cái điểm independent của cái raw body này, thì cái raw body này chuyển động thì cái quả cầu nó sẽ chuyển động theo. Thì muốn tìm được cái điểm đó thì mình sẽ nhấn vào rigid node này. Sau khi mình tạo ra body thì nó sẽ tự động tạo ra cái set node set này. Đây thì nó đang hiện là independent node, nó là ID của nó là 220. Thì mình sẽ tiến hành đặt cái điều kiện biên. Ở đây mình chọn solver. Đối với bản 19 ấy thì chúng ta đối nhấn vào khi nhấn vào tool này thì nó sẽ có BC manager, đúng không? Nhưng mà đối với bản 20 này, một số bạn hỏi nó sẽ không có phần đấy, thì chúng ta mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo
cái phần mới bản 20 này, chúng ta sẽ nhấn vào phần điều khiển biên này, nhấn vào cái vận tốc ban đầu này, initial value. Và cái phần mình sẽ chọn cái phần node set để chúng ta setup cho những cái đối tượng, những cái phần tử mà chúng ta setup vận tốc, đúng không? Mình mà set vận tốc thì mình phải set cho đối tượng nào, đúng không? Thì ở đây mình sẽ set cho cái đối tượng đó chính là cái node independent của cái body này. Thì mình sẽ tiến hành tạo, đúng không? Nhấn đây và nhấn create. Thì sẽ nhấn ra cái set một này. Đó, mình đổi tên nó là Rigid. Mình sẽ chọn node. Thì vừa nãy cái ID của cái independent node của rigid body thì nó chính là 220. Nó báo chúng ta là một node đã được chọn. Process. Ok. Thì tương tự cái phần này nó sẽ chọn luôn là rigid này, rigid node. Từ đó mình sẽ nhập cái thông số về vận tốc. Đây ví dụ như là vận tốc mình cho theo là phương trừ z, đúng không? Là trừ 1000 mm trên giây. Đó. Còn cái skill này thì mình chỉ là chọn cái hệ tọa độ cục bộ cho nó thôi. Thì mình đang để tọa độ toàn cục, mình để tọa độ tổng. Sau khi mình chọn vận tốc thì mình có thể nhấn vào đây và nhấn nút Q để cho review là xem cái hướng cái vận tốc này nó đúng chưa, đúng không? Nhấn Q lại thì nó sẽ mất đi. Tương tự chúng ta sẽ phải đặt điều kiện ngàm các cái cạnh này, đúng không? Đây, chúng ta sẽ đặt điều kiện ngàm BCS, nhớ là BCS. Tương tự ngàm thì chúng ta sẽ phải tạo một cái node set để biết là nó ngàm ở những cái vị trí nào, đúng không? Thì mình sẽ một chúng ta nhấn chọn create đây luôn, hai là chúng ta có thể nhấn duplicate cái này và chúng ta lại nốt, nhấn để reset lại nốt. Sau đó chúng ta sẽ chọn nốt để xem là cái vị trí nó ngàm. Ở đây mình sẽ ngàm những vị trí cạnh bên. Nhấn process. Okay, mình có thể nhấn nhấn vào cái nốt mình vừa tạo, mình nhấn Q để review lại xem mình chọn những cái nốt này nó thiếu hay là thừa. Ok, sau đó mình sẽ chọn lại cái phần constraint này và mình nhấn chọn những cái nốt mà mình muốn constraint, đúng không? Đây mình constraint. Sau đó mình chọn những bậc tự do mình constraint. Ở đây mình chọn 6 bậc tự do, mình constraint cái tấm này cả cạnh đều mình ràng buộc 6 tự do. Mình tiếp tục nhấn Q để chúng ta có thể review lại, đúng không? Ở đây bậc tự do nó là 1, 2, 4, 5, 6, tất cả những cái nốt ở cạnh. Sau khi chúng ta có vận tốc rồi, có ràng buộc cái này rồi, đúng không? Thì khi chúng ta va chạm thì chúng ta phải đặt cái điều kiện. Chúng ta phải đặt cái điều kiện contact giữa quả cầu và cái tấm phẳng. Nếu mà chúng ta không đặt điều kiện thì nó sẽ đâm xuyên qua nhau, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đặt thêm cái điều kiện về cái ràng buộc contact, và cái contact này mình sẽ nói ở cái buổi sau, chi tiết hơn buổi sau. Thì buổi này mình làm trước để mọi người có thể có nhìn sơ bộ về một cái bài toán mô phỏng để mọi người có thể làm được lại cái bài tập mà mình đã giao, mình sẽ giao sắp tới. Ở đây mình sẽ chọn create này, mình sẽ chọn phần contact. Mình nói trước là đối với dạng node to surface contact ấy, thì mình sẽ chọn là type 7. Cụ thể thì buổi sau mình sẽ nói rõ hơn. Đó, thì nó sẽ có dạng slave node và master node. Thì
thì đây mình sẽ chọn từng mình sẽ setup như vừa nãy mình vận tốc đúng không? Thì mình phải set là vận tốc ở đâu và cái set cái gì cho vận tốc thì tương tự như thế đúng không? Cái slave node này thì mình phải chọn một cái set cho các node đấy và chọn cái master node này thì mình sẽ chọn xem là master node đấy nó gồm những cái nào. Thì đây mình sẽ chọn đầu tiên mình chọn slave node trước. Đây mình sẽ chọn là ở cái phần set này. Nó chính là cái phần ground node này, mình duplicate này lên. Cái slave node của cái bool. Reset node đi. Sau đó mình chọn tất cả những cái node. Mình tắt cái visit body đi. Đó, mình chọn tất cả những nốt này làm cái slip nốt để đâm vào cái bề mặt của cái tấm này. Đúng không? Mình sẽ chọn bây giờ mình sau khi chọn slip nốt xong mình sẽ chọn cái bề mặt để cho các nốt nó đâm vào bề mặt. Mình chọn set xem mừng. Chọn cả phần tử của cái bề mặt này. Đó, sau đó mình quay trở lại cái contact. Mình sẽ chọn nút này là set đúng không? Mình chọn là bool node. Chọn là set. Mình để là plate đúng không? Đấy, mình sẽ định nghĩa là hai cái này nó sẽ đâm vào nhau. Còn những cái thông số ở dưới này thì buổi sau mình sẽ nói kỹ hơn. Sau khi mình tạo được đa số tất cả điều kiện biên rồi thì mình sẽ phải tạo thêm gọi là cái phần run control, tức là cái thời gian tính toán nó là bao nhiêu đúng không? Thì mình sẽ phải nhấn vào cái phần tool này, xong nhấn vào engine file system đúng không? Đây, chúng ta nhấn vào create engine file và nhập cái thời gian chạy ở đây mình chạy 0,03 giây và cái khoảng thời gian mình muốn xuất ra file animation thì mình để là khoảng 0,003 0,003 giây thì nó sẽ xuất ra một file animation và mình sẽ nhấn vào cái generate này thì để nó sẽ ra tất cả những cái thông số ví dụ như là ứng suất hoặc là chuyển vị đúng không? Hoặc là mật độ năng lượng thì nó sẽ ra thông số nếu mình không nhấn vào đây thì nó sẽ không yêu cầu ra cái output, nó sẽ chỉ ra cái chuẩn bị không thôi. Nhấn OK. Sau đó mình sẽ lưu lại bài toán này và mình analysis đúng không? Nhấn vào Rios và nhấn lưu. Và mình nhấn vào Rios để chạy. Dân hy vọng nó sẽ lỗi để mình có thể tìm được cái lỗi đó, đọc được cái file output để mình có thể xử lý cái lỗi đó. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thức mà khi mà xảy ra lỗi, mọi người có thể tìm được cái lỗi đó. Đây, may quá nó có hai phần lỗi rồi. Thì sau khi nó sẽ ra cảnh báo chúng ta là hai cái lỗi này và một cái cảnh báo, hai cảnh báo. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái folder mà mình cho người chạy lên. Đây nó sẽ có cái alpha này, chúng ta sẽ tiến hành sửa đúng không? Và chúng ta kiểm tra này, ở đây nó sẽ báo này đúng không? Là lỗi này đúng không? Đấy, hai cái lỗi này, lỗi material và property. Thì chúng ta nhấn vào copy này, xong nhấn Ctrl F. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl V đây, chúng ta tìm. Đó, đây thì nó sẽ hiện chúng ta đây đúng không? Là cái lỗi này là lỗi property đúng không? ID của nó là một đúng không? Là cái tấm này nó đang để ID property không 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 để đúng không? Thì mình có thể nhấn vào cái phần này để mình sửa.
Có đúng không? Ở đây đúng là mình miss, mình thiếu, mình chưa cho property. Thì mình để property là shell nhá, vật liệu mình để là M2. Đó. Đấy là mình có thể sửa, mình đọc được cái file đó và mình sửa, đúng không? Ở đây tương tự thế đúng không? Là ID là một, lỗi về vật liệu, đúng không? Cũng là cái tấm này nó thiếu, thiếu vật liệu mình chưa cho vào. Đấy, sau khi mình sửa thì mình sẽ tiến hành chạy lại, đúng không? Đối với lại một số bài toán khác mà khi chúng ta đọc được những cái thông, đọc được cái lỗi đó mà chúng ta không biết ở đâu thì chúng ta tìm như thế nào, đúng không? Làm sao để có thể sửa được cái lỗi đó thì chúng ta có rất là nhiều cái nguồn để chúng ta hỏi. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái nguồn chúng ta có thể hỏi. Ở đây ví dụ như là Ante họ có cái cộng đồng về ngày xưa có tên gọi là Ante Forum thì bây giờ sẽ đổi thành Ante Community, thì chúng ta có thể tìm cái lỗi ở đây. Ở đây mình ví dụ lỗi này nhá. Đó, mình sẽ nhấn nhấn lên trên này và mình sẽ tìm. Và ở đây nó sẽ có những cái phần về cái chủ đề với câu trả lời, đúng không? Ví dụ đây là bị thiếu đây, đúng câu trả lời mình cần, đúng không? Thì các bạn có thể tìm những cái câu trả lời đây và có thể lên đây hỏi. Và đăng ký cái tài khoản trên này là hoàn toàn miễn phí, thì mọi người có thể lên đây để hỏi, và thậm chí có những câu hỏi mà những cái lỗi mà họ đã xảy ra rồi và họ đã hỏi và trả lời trên này rồi thì mình có thể đọc và tham khảo. Thì đấy là phần xử lý lỗi. Còn mình sẽ giới thiệu thêm mọi người một cái nguồn chúng ta có thể tự học ở trên cái Ante University. Thì cái nguồn học này nó sẽ chuẩn theo hãng nhưng mà nó cái khó đó là nó sẽ học bằng tiếng Anh, và các khóa học này thì mình có thể đăng ký, ví dụ như là đối với lại sinh viên thì mọi người có thể đăng ký bằng cái email của trường thì sẽ được access rất là nhanh. Thì mọi người có thể đăng ký những cái tài khoản để chúng ta học những cái khóa học ở trang này. Thì lát nữa mình sẽ để những cái link này ở phần bình luận, như là mình sẽ đăng lên trên nhóm một số cái nguồn để chúng ta học. Ở đây ví dụ như là chúng ta học về CI, học về SimLab, hoặc là học về tối ưu hóa, thì nó có rất là nhiều khóa học, học về IoT vân vân, học về ADEM, thì rất là nhiều những cái khóa học khá là bổ ích. Vâng, thì mọi người có thể tham khảo thêm ở đây. Mình xem lại phần kết quả chạy. Đây là về phần khóa học. Đợi kết quả chạy xong mình sẽ tiến hành xem kết quả. Thì trong quá trình chạy mình sẽ giao luôn cho mọi người cái về cái phần bài tập ấy. Thì đây bài tập đây. Nãy mình nói rồi nhưng mà trong đó sẽ qua các bước, mình sẽ nói qua các bước để mọi người có thể hiểu sơ qua về của cái bài này. Cái bài này thì mọi người làm theo, và ngày xưa khi mình mới bắt đầu là làm cái Rios này thì mình cũng đi từ những cái bài tutorial như thế này để sau đó mình thao tác rồi mình sẽ hiểu dần dần là tại sao nó lại làm như thế, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta không thực hành ấy, thì chắc chắn là không thể nào mà hiểu hết được, đúng không? Chỉ học lý thuyết suông không mà không thực hành thì chắc chắn là không thể giỏi được. Thì đây mình sẽ nói sơ qua. Đầu tiên khi chúng ta nhập mô hình vào, đúng không? Import mô hình vào thì không vấn đề gì rồi. Đa số mình thấy một số bạn đây là đều biết, qua khảo sát đầu khóa học thì mình thấy đa số mọi người biết phần mềm Hypermath và biết sử dụng. Thì chủ yếu là học thêm cái bộ giải Rios này để có thể làm thêm được những cái bài toán về va chạm khác. Đầu tiên mình import vào, sau đó mình sẽ check cái penetration và intersection. Thì đối với bài preamble này thì bởi vì nó không có nhiều chi tiết nên mình sẽ không, khoảng cách của hai chi tiết này khá lớn nên là mình sẽ không cần check penetration và intersection. Nhưng đối với lại những cái mô hình cụm lắp ráp mà lớn, ví dụ như là xe hơi chẳng hạn,
thì rất là nhiều dạng tấm mỏng nó đặt gần nhau, thế là mình sẽ phải check hai cái này và tiến hành sửa. Thì ở đây sau khi check penetration xong thì mình sẽ tiến hành gán vật liệu như vừa nãy mình nói đúng không? Ở đây sẽ gán là M2, thì gán tương tự như cái vừa nãy mình gán ở cái bài trước. Tiếp theo mình sẽ gán thêm cái gọi là cái phá hủy vật liệu, và phần tiếp theo mình sẽ tạo cái property là phần tử shell. Thì phần này mình cũng đã hướng dẫn rồi đúng không? Mình sẽ thiết lập thêm các thông số ở đây. Sau khi gán vật liệu xong thì mình sẽ gán cho cái component, gán cái vật liệu, chất vật liệu cho component mình cũng đã hướng dẫn rồi, và cái tạo spot weld này thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, thì mọi người có thể làm theo. Và cái phần đối xứng này, reflect model này, thì mình sẽ là mình sẽ cho đối xứng cái mô hình đúng không? Đối với những cái mô hình đối xứng ấy, thì mình sẽ thực hiện trên một nửa và sau đó mình sẽ làm đối xứng. Thì đối với những các bạn học phần 2m chắc các bạn cũng biết, nhưng mà đối với bạn chưa biết thì mình có thể nói đây là phần tool này, xong bạn reflect và chọn đối tượng mà chúng ta muốn cho đối xứng, và chúng ta chọn mặt phẳng đối xứng và chúng ta sẽ cho đối xứng. Đấy là phần đối xứng. Sau khi chúng ta cho đối xứng thì chúng ta sẽ xét phần contact. Thì phần contact này thì buổi sau mình sau khi các bạn làm ấy thì mình sẽ nói rõ hơn về cái phần contact này, nhưng mà cách thao tác thì mình đã thực hiện trong cái bài vừa nãy rồi, thì mọi người có thể tham khảo và làm lại theo. Còn chi tiết những cái thông số bên trong như thế nào thì buổi sau mình sẽ cùng thảo luận. Tiếp theo là mình sẽ tạo phần rigid body, thì vừa nãy mình cũng đã tạo rồi. Phần rigid body này thì nó sẽ là cứng hoàn toàn, thì nó sẽ không xét đến phần biến dạng. Thì tạo rigid body để mình sẽ xét cái phần vận tốc cho cái bumper này. Để sau khi tạo cái phần rigid này, mình sẽ tạo cái phần điều kiện biên đúng không? Tạo phần điều kiện biên bao gồm là cái phần ràng buộc về vận tốc, cũng như là về phần mình sẽ ngàm để nó chỉ chuyển động theo một phương thôi. Đấy, sau khi đây mình sẽ đặt vận tốc này, hoặc là đặt tiếp tục đặt gravity, là đặt cái trọng lực cho cái kết cấu của chúng ta. Thì cái này mình sẽ nói ở buổi sau, nhưng mọi người cứ thực hiện theo. Sau khi thực hiện rồi mình không hiểu thì buổi sau mình thảo luận thì mình sẽ hiểu hơn. Đấy, mình tạo vận tốc này đúng không? Tạo vận tốc thì vừa nãy mình đã hướng dẫn. Đấy, sau đó mình sẽ tạo rigid wall. Thì rigid wall này nó sẽ là một cái tường cứng hoàn toàn, thì nó sẽ không xét đến cái biến dạng của cái tường này. Thì sau khi mình tạo cái tường này xong thì mình sẽ cho cái bumper đấy đâm vào cái tường này. Thì cái tường này nó ở dưới dạng gọi là hình trụ cứng tuyệt đối, thì nó sẽ một số tùy chọn, ví dụ như là hình trụ hoặc là tường phẳng, hoặc là tường thẳng phẳng có hạn hoặc tường thẳng vô hạn kiểu thế. Để sau đó mình sẽ setup những cái thông số output. Đấy, các bạn có thể setup những thông số output, cái step 16 này các bạn có thể thực hiện được hoặc là có thể bỏ qua cũng được. Nhé, các bạn nếu mà đối với bạn nào mới thì bạn thôi bỏ qua cái step 16 này. Thì sau cái buổi học mình sẽ nốt lại và mình sẽ đăng lên nhóm, thì mọi người có thể làm lại bài tập này, bỏ qua bước 16, bỏ qua bước 16 và 17, tức là cái setup mà về gia tốc ấy mình sẽ bỏ qua. Bước 18 này vẫn là thuộc về gia tốc thì mình có thể bỏ qua. 19 là cũng bỏ qua luôn. Đấy, và bước 20 tiếp tục làm đến bước 20 thì mình check lại cái penetration lại một lần nữa. Đấy, sau đó mình sẽ tiến hành tạo cái time history. Đây là về phần chúng ta sẽ tạo cái tức là cái output ra là ví dụ như cái phần mình muốn tạo cái kết quả cái phản lực tại cái tường, hoặc là tạo cái kết quả cái gia tốc nó như thế nào đúng không? Gia tốc tại một điểm mà vừa nãy mình setup. Nên mình sẽ, nếu mà đối với phần gia tốc mình sẽ bỏ phần gia tốc đi. Đấy, bỏ phần này đi. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ tạo cái run control, tạo cái thời gian tính toán. Đây mình sẽ để là mili giây, thì để 100 mili giây. Đó, mình sẽ setup theo những thông số ở trên này. Đấy, sau đó chúng ta export ra và tiến hành chạy bài toán. Ở đây nó chạy xong bài toán chưa? Sau khi nó chạy xong bài toán thì chúng ta nhấn vào result.
cái bước này thì đã xong rồi nhé, thì lát nữa mình sẽ đăng cái bài tập lên trong nhóm. Để mình nhấn vào đó, chúng ta có thể xem kết quả tương tự như vừa nãy đúng không? Nhấn vào contour, nhấn vào vô smile apply đúng không? Nhấn vào animation đúng không? Đó, đây là chỗ chậm lại. Đó, chúng ta có thể xem bừng suất hoặc là một số những cái thông số khác. Nhấn hypergraph. Nhấn cái file T01 này. Đây, nhấn vào về phần biểu đồ năng lượng. Đó, thì chúng ta kiểm tra cái phần năng lượng. Thì trong buổi học ngày hôm nay thì mình học cơ bản là bốn nội dung như vậy. Thì buổi hôm sau thì mình sẽ học thêm những cái nội dung về contact cũng như là các điều kiện biên, như là phần làm sao để tham kiểm soát cái time step, làm sao để thời gian tính toán của nó ngắn nhất có thể, và những cái thông số output, ví dụ như là mình cần những cái thông số ví dụ như là gia tốc tại một điểm, hoặc là cái phản lực tại các cái con phần contact giữa các chi tiết với nhau. Đấy, thì buổi sau mình sẽ học cái phần này, và mình có một bài tập nhỏ nhỏ Bumper, thì lát nữa mình sẽ đăng cái mô hình cũng như là cái phần nội dung bài tập thì mọi người có thể tiến hành làm theo. Và thế buổi học hôm nay thì đây là kết thúc. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà câu hỏi nào mình trả lời luôn thì mình sẽ trả lời. Nếu câu hỏi nào nó thiên thuần về lý thuyết quá thì mình sẽ trả lời mọi người qua một bài viết trên nhóm hoặc là một cái file Word cụ thể để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Biết mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Mình sẽ gửi các cái link về phần ấy này vào phần bình luận cho mọi người. Nếu mọi người không câu hỏi gì thì mình sau buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài câu hỏi mình sẽ đăng lên nhóm để mọi người có thể thảo luận trên nhóm.
như là mình sẽ đăng thêm cái bài tập để mọi người về nhà có thể thực hành theo. Buổi sau mình sẽ thảo luận về cái bài tập đó và chữa cái bài tập đó để mọi người có thể hiểu hơn những cái thông số trong cái bài tập. Nhìn chung các bạn làm được bài tập đấy xong thì hiểu được cái bài tập đó thì gần như là các bạn đã hiểu cơ bản về cái bộ giải Rayleigh cũng như là cách setup và cái thông số trong cái bài toán va chạm. Nếu mọi người không có ý kiến thêm gì nữa thì mình xin phép dừng buổi học ở đây nhé. Và nếu mọi người có bất kỳ thắc đây bạn anh Chiêu, Hứa Chiêu gọi tham step. Mà về cái phần time step này thì là cái bài toán nó sẽ như anh vừa nãy em nói, em sẽ mở cái slide time step. Khi cái bài toán mà nó chạy cái time step ấy thì nó sẽ đảm bảo là cái time step trong quá trình tính toán nó sẽ nhỏ hơn cái time step tính toán, gọi là cái GT critical của cái mô hình, để đảm bảo là nó sẽ chụp được những cái ứng xử của mô hình. Ở đây em sẽ mở cái time step lên cụ thể hơn. Ở đây em ví dụ như đúng không, để cái phương pháp explicit này nó ổn định thì cái delta t, cái time step mà trong quá trình chạy trong bộ giải Rayleigh thì nó sẽ phải nhỏ hơn cái critical là cái delta t của cái mô hình, tức là cái delta t của mô hình ý, nó sẽ tính bằng cái chiều dài phần tử này chia cho cái vận tốc âm thanh truyền trong vận tốc âm thanh máy xung lực truyền trong cái mô hình của chúng ta. Thì để mà kiểm soát cái time step này thì chúng ta phải kiểm soát cái min len của cái lưới của chúng ta, hoặc là chúng ta thay đổi vật liệu, nhưng mà cái trường hợp đấy nó sẽ ít xảy ra hơn. Thì chúng ta chủ yếu chúng ta phải kiểm soát cái min len. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta đối với bài toán kiểu như là va chạm hoặc là bài toán đâm va cháy nổ thì chúng ta phải dùng cái phần mềm chia lưới mà nó kiểm soát lưới tốt, kiểm soát chất lượng lưới tốt. Ví dụ như là đối với lại một số phần mềm như là acid thì nó không acid, hoặc là Abacus thì nó kiểm soát chất lượng lưới, ví dụ 2D nó cũng thực sự là nó chưa chưa được tốt lắm. Thì đối với phần mềm Hypermesh thì chúng ta, hoặc là một số phần mềm chia lưới khác thì chúng ta có thể kiểm soát được chất lượng lưới tốt hơn. Thì đấy là tùy vào bài toán cụ thể. Còn câu hỏi của anh là kiểm soát cái time step thì chúng em vừa trả lời, đó là kiểm soát bằng cách đó chính là phần min len và cái có thể thay đổi cái khối lượng riêng hoặc là cái module đàn hồi. Nhưng mà hai cách chúng ta hay dùng hơn đó chính là phần cái min len và cái phần module cái phần khối lượng riêng, là chúng ta có thể thay đổi được cái time step nó tăng lên. Cái time step nó tăng lên thì cái thời gian tính toán nó sẽ giảm. Còn cái time step ở bao nhiêu là đủ thì vừa nãy em có show, đó chính là cái time step nó khoảng tầm mà 10 trừ 6 10 trừ 7 thì là sẽ làm tốt. Còn nếu mà mình cho time step càng nhỏ thì thời gian tính toán nó sẽ khá là lâu. Đấy, chính vì thế nên là nó sẽ cân bằng giữa hai thứ, đó là độ chính xác và cái phần chi phí cho cái thời gian. Và nếu mà cái điều kiện mà nó DAT time step này nhỏ hơn cái critical của mô hình thì nó ổn định. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó lớn hơn thì sao, đúng không? Thì đây em sẽ ví dụ là nó lớn hơn chẳng hạn, đối với một mô hình mà cái phần tử như này, đúng không? Đây là ví dụ lưới chẳng hạn, thì nó sẽ có chất lượng lưới khác nhau, đúng không? Nhỏ hoặc là lớn. Đó. Thì cái time step nó sẽ lấy là cái phần tử nhỏ nhất, đúng không? Thì cái time step nó lấy của phần tử này. Ví dụ như là time step nó bằng này chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ lấy cái time step này và nó chạy. Thì nó sẽ chạy, nếu mà nó lấy cái nhỏ nhất ấy, thì nó sẽ chạy như này, đúng không? Chạy từng bước time step nhỏ một. Và nó sẽ lấy cái nốt gần nhất này, lấy nốt cái giá trị tại nốt gần nhất này
nó sẽ đi qua cái tham xét, nó cắt, nó sẽ cái thông thông tin ấy, về ví dụ như gọi là ví dụ như chuyển vị hoặc là xung lực chẳng hạn, thì nó sẽ đi qua từng nốt này, nó sẽ không bỏ sót một nốt nào. Còn như ví dụ như em lấy cái time step mà của cái phần tử lớn này, thì nó ví dụ như là trong này cái time step này sẽ đi phát như này đúng không, và một cái nữa nó sẽ đi qua như này luôn, nó sẽ lấy thông tin gần nhất là của nốt này, nó sẽ bỏ qua nốt này, thì từ đó bỏ qua nốt này thì nó sẽ đang là không không ổn định đúng không. Ví dụ một nốt làm sao nhưng mà lại đi tiếp như này đúng không, lại sang tiếp như này, thì nó lại tiếp tục bỏ qua cái nốt này tiếp, thì dẫn tới là kết quả nó không được chính xác và không ổn định, và bỏ qua nốt này thì cái điểm bảo toàn năng lượng thì nó cũng không không được bảo toàn đúng không. Về phần mà nếu mô hình kép mà mình import vào có penetration, cái penetration này thì mình sẽ sau khi chia lưới ấy, thì mình sẽ phải tiến hành sửa cái penetration này, và trong cái card mà về phần contact ấy, thì nó sẽ có tùy chọn, ví dụ như là trong mô hình phần tử hữu hạn của anh, nếu mà nó có penetration thì ban đầu ấy, thì sau khi mà chúng ta thực hiện contact với nhau, giữa hai chi tiết vào nhau ấy, thì nó sẽ tùy chọn như thế nào, thì em sẽ nói chi tiết hơn vào cái buổi contact buổi hôm sau. Còn cái phần penetration sửa như thế nào thì sẽ có cách như sau. Thì ở đây anh sẽ nhấn vào tool này và phần penetration check, và nhấn vào phần component, sau nhấn tìm tất cả những cái phần component này, sau đó chúng ta check để cái technique là ở đây em sẽ tạo thêm có ấy rồi, em tiến hành check. Ở đây ví dụ nó có penetration check như này đúng không? Penetration thì nó sẽ gọi là khi mà mình gắn độ dày cho hai cái chi tiết thì nó sẽ bị chồng chéo, cái element nó bị chồng chéo lên nhau, thì cách xử lý đó là mình sẽ di chuyển những cái nốt này nó cách xa nhau một chút, thì đấy là cách xử lý. Thì đối với 20 mét thì mình có lệnh là shift F4, thì mình sẽ di chuyển những cái nốt ở đây, ví dụ như khoảng cách này nó bị penetration chẳng hạn, thì em sẽ di chuyển những cái nốt này nó dịch lên cách xa nhau một chút để nó không bị dính penetration, hoặc là mình sẽ có 20 mét nó sẽ có cái công cụ tự động chỉnh cái penetration và intersection này. Nhưng mà đối với lại một số những cái mô hình nó phức tạp và nhiều ấy, thì mình sẽ phải chủ yếu chỉnh thủ công nhiều hơn. Đấy là về phần kinh nghiệm của em. À, Đạt ơi, anh có comment một chút về câu hỏi của bạn này Dạ vâng. này. Cái cách trả lời của em là lĩnh vực ô tô ấy, thì các ô tô, chiếc ô tô khi import dữ liệu kép ra nó có thể xảy ra penetration hoặc là intersection, thì mình sẽ đẩy từng nốt như em vừa trình bày. Thế nhưng mà trong lĩnh vực điện tử, tức thiết bị điện điện thoại ấy, thì camera các thứ, home appliance, thì các chi tiết nó khá là sát nhau. Đấy, các chi tiết là solid mesh, nó rất là sát nhau. Nếu mà mình ngồi mình chỉnh bằng tay này thì mất mấy trăm giờ không chỉnh hết. Thế thì ở trong có một cách khác để xử lý vấn đề này, đó là trong Redux có cái contact 24, thì để nó giải quyết cái việc này nó tự động nó đẩy ra, tức là mình chấp nhận penetration và trong lúc tính toán nó sẽ đẩy ra. Thì đây là một trong những cái mà gọi là cải tiến tốt nhất của Redux, bản anh nhớ là bản 2010 17 thì vậy. Đấy. Và đây cũng là lý do mà Sony họ trước đây thì Sony họ dùng Abacus để mô phỏng phân tích và thả rơi các cái camera của họ. Không biết là Sony hiện nay thì doanh số bán hàng lớn nhất của họ là camera, camera cho ô tô. Thì khi mà bên Redux đã tuyên bố là họ có làm được cái bài toán đấy, không phải đẩy bằng tay ấy, thì Sony đã bỏ toàn bộ Abacus và chuyển sang Redux. Thì
lưu ý đấy là một cái tính năng rất là quan trọng để mà giải quyết vấn đề penetration, bởi vì nếu mình mà chỉnh bằng tay như em ấy, chiếc điện tử như ở cái điện thoại cell phone của em có hàng nghìn part ấy, và khi đi dài két ấy, nó rất rất dễ bị hiện tượng là nó sẽ bị ngập vào nhau một tí tí tí, và nếu mình để thế thì mình chạy bằng Redox không hội tụ đâu, rất dễ không hội tụ đấy. Dù em chỉnh thông số nào rất dễ không hội tụ, thường Redox sẽ yêu cầu em có một cái khe hở nhất định nó mới hội tụ, nhưng mà riêng đối với contact 24 thì sẽ giải quyết bài toán này rất là tốt, nên là chấp nhận một chút và cứ quăng vào là chạy được hết. Ok. Dạ vâng, và cảm ơn câu trả lời của anh. Không biết là câu trả lời của anh Thanh đấy là anh Hứa Chiêu đã thỏa mãn chưa? Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể comment thêm để mọi người trong nhóm có thể thảo luận để hiểu rõ hơn cái vụ giải Rios này. Anh Hứa Chiêu, anh còn câu hỏi nào nữa không ạ? Và nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì em xin phép kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây. Thì sau buổi học này thì em sẽ đăng cái nội dung học của hôm nay với lại là cái bài tập cũng như là cái một số những câu hỏi để mọi người có thể thảo luận ở dưới cái phần bình luận trong nhóm Facebook. Thì lời cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi học Rios ngày hôm nay, và mọi người nhớ buổi học thứ hai là diễn ra vào ngày 20 tháng 11 và sáng thứ sáu 9 giờ sáng vào tuần sau. Thì mọi người nhớ tham dự đầy đủ. Thì nếu mà không mọi người không ý kiến gì nữa thì xin chào tất cả mọi người nhé. Dạ vâng, nếu phần contact thì mọi người sẽ trao đổi phần tuần sau đi anh ạ. Vâng, thôi mọi người, chúc mọi người buổi trưa nghỉ ngơi vui vẻ nhé. Thôi mình xin phép tắt buổi học ngày hôm nay nhé. Chào tất cả mọi người.